trong cái phần tự tại khi chết. Tự tại khi chết, người tu thiền cốt yếu được thanh tịnh tự tại. Khi sống cũng như khi chết, mình hoàn toàn làm chủ. Muốn làm chủ khi chết, chính lúc còn sống này, mình phải làm chủ cả thể xác lẫn tâm hồn. Như thiền sư Đạo Gia nói, muốn biết khi chết được tự tại không tự tại, chỉ xem hiện tiền tự do chẳng tự do. Tự do đây có nghĩa là mình làm chủ mình hoàn toàn, không phải tự do đối với xã hội, đối với dân vọng tài sắc vân vân, không quấy nhiễu được ta, đối với khổ vui sống chết vân vân, không phiền lụy đến ta. Ta sống trong cuộc đời phồn tạp mà vẫn không hướng bệnh, như cây bá viên ngon đứng sừng sững giữa trời. Trong khi sống tự tại như vậy, đến lúc chết làm gì chẳng tự do. Tại sao được như vậy? Bởi vì chúng ta đã thấy rõ cái không sanh tử ở trong cái sanh tử, có cái chân thật nằm trong cái giả dối. Các thiền sư vì sống với cái chân thật nên không màng đến cái giả dối, sống với cái không sanh tử nên làm chủ được cái sanh tử. Chúng ta hãy xem cái chết của thiền sư. Ở đây chúng tôi nhắc lại cho tất cả quý vị thấy rõ cái ý nghĩa tu hành, cái tầm quan trọng của sự tu. Không phải là chúng ta tụng kinh cho nhiều, niệm Phật cho lắm, mà chính là chúng ta giành được quyền làm chủ của chính mình. Như vậy thì tất cả quý vị ở đây, có vị nào nói tôi mất quyền làm chủ không? Chắc là ai cũng nói với tôi là tự tại, tôi là tự chủ, chứ có ai mất quyền làm chủ đâu. Nếu có mất quyền làm chủ thì làm gì mà tự do tới đây thì chung được, phải không? Nhưng mà sự thật, nếu nói thẳng mà nghe, thì tất cả chúng ta hầu hết đều mất quyền làm chủ. Nghĩa là chúng ta chỉ nói chúng ta là chủ nhân, chúng ta là trọn quyền đối với cái thân thể này. Nhưng sự thật chúng ta không có quyền gì hết đối với chúng ta. Đó là tôi nói cái tổng quát. Bây giờ đi chi tiết thì quý vị thấy, ví dụ như bình thường tất cả chúng ta ai cũng biết nóng giận là cái tính xấu, phải không? Nóng giận lên rồi làm những cái hành động, phát ra những cái lời nói nó mất lịch sự, nó không hay. Cho nên không bao giờ chúng ta muốn nóng giận. Nhưng mà nếu có ai chọc tức hoặc nói câu trái tai thì lúc đó sao? Cái nóng giận nổi lên, nóng giận nổi lên rồi sau đó có cái gì nữa? Rồi hối hận. Như vậy thì cái ai nóng giận rồi ai hối hận? Nếu mình làm chủ thì mình không muốn cái đó có, thì tự nhiên cái đó nó phải không có. Mình không muốn mà nó vẫn có rồi mình lại tiếc rẻ, mình lại hối hận. Thì như vậy cái đó là quyền làm chủ của mình ở đâu? Ví dụ như ở trong nhà, nói là nhà này là đồ của tôi nè, vật này của tôi không cho, không ai có quyền lấy, thì tự nhiên không ai dám lấy hết. Còn bây giờ đây, trong con người chúng ta có những cái chúng ta không muốn có mà bất thành nó dấy lên thì chúng ta cũng phải chịu. Ví dụ đó là một cái ví dụ điển hình về cái nóng giận. Còn ví dụ trong sự tu, ví dụ như ngồi thiền có ai muốn loạn tưởng đâu, phải không? Ngồi thì muốn tất cả đều lặng lẽ như như, nhưng mà ngồi xuống cái là nó nghĩ tứ tung hết, cái này chưa qua cái kia nó xảy đến, nó cứ liên miên vậy. Thì tình đó mới thấy quyền làm chủ mình không có, nên nó liên miên, mình không làm chủ được mình chút nào hết. Mà nói thực tình mà nghe thì người ta cứ nghĩ cái làm chủ là cái không ai xâm phạm tới cái bản thân mình, thì cái đó còn hơi dễ. Chứ còn cái làm chủ mà chính tâm niệm mình không có muốn nó dấy lên thì nó không dấy lên. Làm chủ được cái đó mới thực là làm chủ. Còn mình không muốn dấy lên mà nó cứ dấy lên thì mình mất quyền làm chủ rồi. Thì như vậy đó, thì tất cả chúng ta ở đây có người nào không muốn dấy lên cho nó yên lặng không phát cả ngày cả buổi thôi, hay là không muốn dấy thì nó cứ dấy, không muốn những chuyện đó xảy đến mà nó cứ xảy đến,
Thì như vậy để chứng minh rằng chúng ta chưa có làm chủ được chút nào hết. Đó là tôi nói về những phần tu mà đơn giản. Còn nếu nói về cái tạp nhạp về thân này thì kể ra cái không làm chủ được nó quá nhiều đi. Nó không phải chỉ cái... Nhưng mà đơn giản. Còn nếu nói về cái tạp nhạp về thân này thì kể ra cái không làm chủ được nó quá nhiều đi. Nó không phải chỉ cái gì đó thôi. Ví dụ như bây giờ về thể xác bình thường nó không có đói thì có thể nói rằng mình là đàng hoàng tử tế, chừng mà đói chừng 2-3 ngày thì còn đàng hoàng tử tế nữa không à, lúc đó những cái không dám làm cũng vẫn làm, những cái dở mà cũng cứ làm. Thì như vậy để thấy rằng về thể xác mình cũng không làm chủ được, khi nó đói nó này kia cái mình cũng mất quyền làm chủ. Rồi kể tinh thần cũng vậy, những cái mình không muốn có, rồi tới chừng gặp duyên gặp cảnh nó cũng phát ra. Thì như vậy thì thấy rằng chúng ta nói là chủ thì thật không có chủ gì hết. Chúng ta đương lệ thuộc ngoại cảm, đương không có cái tự tại trong con người chúng ta chút nào. Cho nên sự tu hành không phải chúng ta làm cái gì xa lạ hơn là chúng ta lấy lại cái quyền làm chủ của mình. Mà lấy lại cái đó thật là khó khăn. Chúng ta không phải đòi ai trả quyền làm chủ cho chúng ta hết, mà chúng ta đòi ngay chúng ta cái quyền làm chủ của mình đó. Nghĩa là làm sao tỉ dụ như khi đó mà thấy những thức ăn khi nghĩa thì tôi không ăn, thì đó là cái làm chủ tôi hay chứ rồi đó, thấy không à, khi làm mà thấy những cái chỗ nằm hay là cái chỗ mình đụng có thể là qua cơn lạnh được, nhưng mà thấy khi nghĩa thì không nằm không đụng thì đó cũng là tài rồi đó. Để cho tới trong tâm hồn khi nào cần nghỉ thì cho nó nghỉ, khi nào không muốn nghỉ thì thôi chó cho thì nó im lặng. Nên như vậy đó là làm chủ, mình đã làm chủ được như vậy thì tất nhiên đối với sự sống mình sẽ làm chủ, có thể mình làm chủ được dài dài. Cho nên người chưa nói, cái nói của người chưa nó không phải nói chuyên như mình bây giờ. Như trường hợp như ngài Đạo Giai ngài nói muốn biết khi chết được tự tại không tự tại, chỉ xem hiện tiền tự do chẳng tự do. Cứ theo hiện tiền đây mình có tự do hay là không có tự do. Tự do đây tức là tự do với cái tâm niệm chân thật của mình. Thì tôi kể cho ngài Đạo Giai, ngài là một vị thiền sư nổi tiếng trong đời Tống. Thì khi đó được mấy ông quan nhà Tống nghe tâu về nhà vua, nghe ai mà vị khi nào có tiếng tâm có đức hạnh thì nhà vua phong thưởng hay là được ban cái y mão rồi đó. Thì ngài được nhà vua chú ý tới và ban y thảo rồi cho tới ngài. Khi ban tới ngài không nhận, ngài dân sớ là trả lại cho nhà vua. Mà ông vua ra lệnh mà không nghe là ông tức rồi. Nhưng mà ông cũng hơi hiền vì ông là người biết mến đạo Phật. Ông mới bảo mấy ông quan chú an ủi ngài, vậy phải nhận đi, đừng có làm vậy mất mặt nhà vua. Thì các ông quan chú an ủi ngài, ngài cũng nhất lực từ quyết định. Tôi tu là sống đạm bạc, không có cần những cái gì mà nó có tính chất danh vọng. Cho nên cái mà vua ba nó hơi quá với cái khả năng của tôi không dám nhận. Xin gửi trả lại cho nhà vua. Nó là giết lực không nhận. Nhưng nhà vua tức có ra lệnh cho mấy ông quan địa phương bắt tà tánh. Đánh rồi bỏ tù. Rồi khi mà mấy ông quan bắt ổng ra vô. Giờ tới nhà đó là cha xảo rồi thì thấy ông ốm gầy mà ông ra thì ông cũng thương, nghĩ không có đáng tội gì. Cho nên nay theo cái luật thì cái người nào đau thì cái người đó sẽ khỏi xa tấy. Thấy thiền sư cái vẻ ốm yếu có lẽ đau phải không? Thì nói tức là mở đường mà nếu đau thì khỏi xa tấy. Ông nói chứ bây giờ thấy thân thể ngài ốm yếu vậy có lẽ thầy đau phải không? Thì như mình bây giờ tôi nói sao? Vô cái mở lại đó mình đã nên biết rồi. Tại sao trời với nhà thì khi mà mở đường nói như vậy rồi thì ngài trả lời rằng nghe bình thường thì tôi ốm yếu nhưng mà thì thực là không có đau. Thế thì không có đau thì ông ra ông lắc đau thì chắc là đành phải tha tấn. Thì như vậy bao nhiêu đó để thấy cái người kia, cái người ta nói tự tại không tự tại đó là
để biết là cái cuộc sống người ta. Mình ở đây kiếm những cảnh đó thì có ai mà dám có cái thái độ như ngài hay không? Nghe coi thân này như tạp chứ không được hết. Còn mình bây giờ thì thấy cái thân này nó quý như ngọc như nhà, thấy không? Cho nên cái gì mà có thể xâm phạm tới nó, làm cho nó đau khổ, thì với cái sự cầu khẩn gian kinh thế nào mà chúng dám mà cầu, phải không? Nó dính với cá gì cũng dám mà nói, phải không? Nghĩ được thì sao cho nó ăn ổn thì mình thích rồi. Chứ còn không có nghĩ tới cái giá trị, cái chân thật gì về mình hết. Vì vậy cho nên đối với mình mất tự do là chỗ đó, là bởi vì mình không có làm chủ được thân mình. Cho nên khi mà đói một cái thì những cái tật xấu của mình nó cứ xảy ra liền. Rồi khi có những cái khác như vậy, những cái nhu cầu nào mà thiếu thốn của nó rồi mình không làm chủ được, rồi tự nhiên rồi mình phải bị cái đòi hỏi thiếu thốn đó nó lôi mình, rồi mình mất hết giá phẩm của con người là thiếu cái sự làm chủ. Còn người kia như vậy đó, nghĩa là dám chịu hết, cái gì cũng tan chịu. Cho nên các ngài không làm cái gì sai với cái ý chí, với cái lập trường của mình. Đó là tôi nói về thể xác, và tới tinh thần cũng vậy. Nhưng về cái tâm nguyện của các ngài thì đi đứng nằm ngồi sống được tự chủ, không có bị những cái niệm tạp nhạp nó dối vỡ. Cho nên các ngài an ổn tự do, đó là cái tự do. Mà hiện tại mình tự do thì vị lai tự do, nhưng mình bây giờ cứ cầu thỉnh ngày mai tôi chết được tự tại, không có cái gì lôi kéo, không có bị cái nghiệp cái dẫn, thì không có bị ai hành phạt chân chân. Nhưng mà bây giờ hiện tại thì mình có lập chủ được không, có tự tại được không? Hiện tại thì bị dẫn luôn luôn, phải không? Nghĩa là đang vui vẻ mà nghe ai chê cái chịu mặt chân liền, đó thì tức là bị cái tiếng nó làm cho mình khổ rồi. Hoặc là đang buồn ai khen cái nở mặt ra liền. Thì như vậy thì tất cả những cái sống của mình đang bị ngoại cảnh chi phối. Cho nên chúng ta phải tập làm sao đứng trước ngoại cảnh, chúng ta đều có cái khả năng làm chủ. Mà khả năng làm chủ đó là tinh thần tự do, tự tại đó. Người nào được tự do, tự tại thì mai kia khi ra đi thì mình cũng làm chủ mình hoàn toàn. Còn nếu hiện giờ mình mất quyền làm chủ rồi thì ngày ra đi nó cũng như vậy thôi, nó cũng bị lôi cuốn cho cái gì hay ho. Bởi vì khi ra đi nó cũng giống như lúc này. Ví dụ như lúc này chúng ta thích cái gì nhiều thì khi ngủ mộng mị chúng ta hay thấy cái đó, phải không? Thì khi ra đi đó thì mình cũng đang muốn muốn cái gì, thì vừa ra đi thì những cái cảnh mình muốn muốn nó cũng hiện với mình, rồi nó dẫn mình đi trong đó chứ cái gì hết. Cho nên hiểu như vậy thì cái giá trị của sự tu á là cái giá trị đòi hỏi mình dành lại hoàn toàn quyền tự do của con người mình bằng ngay với mình, chứ không đòi với ai hết. Mình đòi với mình tức là mình gạt qua hết mọi cái thói dở, mọi cái tình cảm tầm thường, để mình chủ làm chủ hoàn toàn con người mình, thì mai kia mình mới làm chủ được. Thì như vậy làm chủ trong cái khi mà mình sống đây là cái nhân, làm chủ sau khi tắt thở là cái quả, phải không? Và cái nhân thì không có, mà không có cái quả được không? Cho nên hiện tại đây chúng ta phải tạo cho được cái nhân đó, thì ngày mai kia chúng ta mới được cái quả chắc chắn mà tự do tự tại của ngài ra đi. Bây giờ chúng tôi kể ít một ít vị thiền sư để cho quý vị thấy cái sự tự tại của các ngài. Trước khi sắp tịch, thiền sư Đặng Ẩn Phong hỏi chúng: tôi thường thấy các vị tiền bối khi tịch hoặc ngồi hoặc nằm, có vị nào đứng tịch chăng? Chúng thưa có. Chưa hỏi: có vị nào lộn ngược tịch chăng? Chúng thưa: thì chúng thưa chưa từng thấy. Chưa bèn lộn ngược tịch như nhưng y phục vẫn nguyên dạng như đứng. Đó là một vị thiền sư. Thì tại sao vị này tịch lạ vậy? Thì tôi chỉ nói sơ, đây là ngài Đặng Ẩn Phong, đệ tử của Mã Tổ. Ngài tu, không biết ngài chứng được cái gì, nhưng mà một ngày nọ, ngài định đi lên Ngũ Đài Sơn. Ngài đi qua một cái đoạn đường thì gặp binh lính của triều đình đánh với cái binh lính của cái đám nổi loạn, hai bên đang đánh nhau. Thì ngài nói thôi giờ mình giải tán cái đám này đi,
Bây giờ muốn giải tán sao, cái ngày khi tôi dạy ngày lên chung cư xong, cái ngày bà bỏng mình trởn. Mình trởn thì cầm dậy thì đứng với trởn trở dưới này, họ dòm thấy. Mà tưởng thiên thành tới, mà quả mà biết mà chạy hết. Thì giải tán xong rồi ngày lên ngủ đầy thơ thì nó thôi, mình đã phạm giới rồi. Thôi giờ tịch được rồi. Thì tại sao phạm giới? Tức là dùng thần thông. Nghe là đã lỡ dùng thần thông rồi. Nếu mà mai kia họ biết mình là người có thần thông thì kia đó là một cái bệnh. Cho nên ngài tịch, ngài mới vô trong cái động kim cang chỗ này dân thừa á, ngài hỏi chúng, bởi vì trong đó con số chi tăng ở tu hỏi chúng, bây giờ tôi hướng tịch, bây giờ các ông nhớ hồi đó giờ các cái vị cổ đức tịch á, thì nằm hay là ngồi hay đứng, thì nó có vị nằm, có vị ngồi, có vị đứng. Như vậy thì tất cả những hành động bình thường làm rồi hết rồi, bây giờ hỏi có người nào mà lộn ngược tịch không, tức là trồng trồng cái ngược lên á. Tịch hơn thì nó chưa từng thấy, thì ngài nhào lộn cái ngài tịch. Như vậy thì mình thấy cái chức tự do của ngài thì tới lúc nào mình bây giờ chỉ cần sao cần nhẹ làm sao mà gần tịch và ngồi chiếc già thông thả tịch đó thì cũng quá chiến rồi, phải không? Cái đó là thành thánh lắm rồi, chứ đừng có nói là đứng hay là làm gì. Đó là một cái trường hợp thứ nhất. Thì như vậy thì tịch của ngài là một cái tịch lạ đời, ít có ai có thể thấy được. Thì tới đây một người kế vua Đường Mục Tông sai Lưỡng Ngai Tăng Lục là linh phụ đến thỉnh thiền sư Vô Nghiệp về triều. Linh phụ đến làm lễ kia, hoàng thượng ân chỉ cho này chẳng giống lúc thường, xin hòa thượng hãy thuận thiên tăng không nên nói bệnh. Như kỳ chính kiến nói, bằng đạo có biết gì làm thiền thế chủ, mời các ngài đi trước, tôi phải đi đường riêng. Khi đèn tắm gọi đến giữa đêm bảo đệ tử Huệ Âm Linh Danh nói, các ngươi tánh thấy nghe hiểu biết cùng như không đồng, đồng tử chẳng phân chẳng diệt, tất cả cảnh giới vốn không vốn tự không lặng, không một pháp có thật, người mê không hiểu bị cảnh làm lầm, coi lăng không cùng. Linh Danh nói xong xin ngồi yên thị tịch. Đó là một vị thiền sư thứ hai. Thì nếu mà cái ông Lưỡng Ngai Tăng Lục này ông chưa tới thỉnh đó, thì chắc ngài còn ở lại chơi, phải không? Nhưng mà giờ thỉnh bốt quá đời vậy, nhà vua thỉnh ngài chuyến này nữa quan trọng lắm, ngài không nên từ chối bệnh nữa, mà nhất định ngài phải đi. Thì thấy có bộ nhạc quá rồi, thôi thôi giờ các ông đi đi, chỉ trước thì tôi có đường riêng. Nói có đường riêng mà tưởng đâu ngài đi bằng thuyền hoặc là bằng xe cộ gì, mà không ngờ đường riêng của ngài là giữa đêm mà ngài hội chúng lại. Nên ngài phải từ giả ngài đi. Thì cái lời từ giả thôi chót của ngài Vô Nghiệp, ngài nói tánh thấy nghe hiểu biết cùng hư không đồng tuổi. Cái thấy, cái nghe, cái hiểu, cái biết của mình đó nó đồng tuổi với hư không, chẳng sanh chẳng diệt, tất cả cảnh giới vốn tự không lặng. Còn tất cả cảnh giới mà hiện có sanh diệt đây, cái thể nó cũng là không lặng, không một pháp có thật. Nếu mình thấy không một pháp có thật thì như vậy tức là mình hết bị nó chi phối. Người nghe không hiểu bị cảnh làm lầm, chúng ta không hiểu cho nên bị cảnh nó làm chúng ta mê lầm đi, rồi trôi lăn không cùng. Và khi mà mình bị cảnh làm lầm rồi, lúc đó nó lôi kéo mình trôi lăn trong sinh tử, không có biết tới đâu là cùng là bệnh. Nói xong rồi cái ngài ngồi yên ngài tịch. Thì như vậy dạy dỗ rồi tịch cách tự tại. Thì qua những cái lời dạy đó quý vị thấy cái điều này có thể tôi nói ở cái hội này không biết chừng 100 lần là ít, không có thể trên thế đó nữa. Là tất cả chúng ta ai ai cũng đều có một cái chưa bao giờ sanh diệt, mà cái đó nó không có tên. Nếu ở mắt thì gọi là thấy, ở tai gọi là nghe, ở mũi gọi là ngửi, ở lưỡi gọi là nếm, ở thân gọi là xúc chạm, ở ý thì gọi là phân biệt, nhân dân. Thì như vậy nó có sẵn cái đó đồng tuổi với hư không. Thì quý vị đếm cho hư không bao nhiêu tuổi?
Nếu nói quả địa cầu ta còn có thể tính là bao nhiêu tỷ năm được, còn hư không không bao giờ tính được. Thì như vậy cái thân mình đối với quả địa cầu thì cái thân mình nó ra sao? Nó không nghĩa gì, phải không? Nó không nghĩa lý gì. Mấy chục năm đối với bao nhiêu tỷ năm nó không nhầm vào đâu. Nhưng mà nếu nói quả địa cầu với hư không thì quả địa cầu cũng không có nghĩa lý gì, phải không? Mà bây giờ mình có một cái đồng tử như thế không? Nếu mình nhận ra được cái đó rồi thì với cái thân mỏng manh mấy chục năm này có nghĩa lý gì, phải không? Mà cái không nghĩa lý gì thì làm sao mình lệ thuộc vào nó được? Thì giả sử cần làm một việc gì lợi ích cho chúng sinh hay chúng sinh đó, người ta cũng không tiếc. Nhưng thì cái nó không quan trọng. Cũng như cái bông bóng nước hoặc là những cái đồ tạm bỡ, thì cái đó mà cần cho lúc nào cũng sẵn sàng cho. Còn mình bây giờ mình dí nó như ngọc đó, là tại vì mất nó là mình không còn gì nữa hết. Mình tưởng như là mất nó là mình hết, cho nên mình dí. Còn nếu mà dí nó là cái tạm bỡ, lòng trong cái tạm bỡ đó có một cái chân thật chưa bao giờ bị mất, mặt chưa bao giờ bị thanh diệt, thì nếu chúng ta nhận được cái đó rồi thì cái này nó không có nghĩa lý gì hết. Như vậy, nhận được như vậy thì chúng ta mới khả dĩ lập chủ được. Vì vậy mà trong nhà thiền thường nói kiến tánh khởi tu là chỗ đó, nhận ra được cái đó rồi cái sự tu hành chúng ta mới tiến được. Còn cái nói tu mà tu cách mù mù mịt mịt, rồi ráng tu mà không hiểu được có cái chân thật, thì cái tu đó rồi nó cũng không làm sao mà làm chủ nổi. Để khi mình biết cái thân này nó là tạm bợ, quả tan là tạm bợ, thì tất nhiên những cái gì nhu cầu nó đòi hỏi chúng ta gạt bỏ dễ dàng. Chúng ta biết vọng tưởng là cái ngu si dốt nát, cái không thực, nghĩa là biết rõ nó vậy thì tất cả vọng tưởng chúng ta bỏ cũng không khó. Thì như vậy hai cái đó chúng ta biết nó là giả là tạm rồi, thì nhận trong trong đó có cái chân thật như nãy giờ đã nói. Nhận được cái thịt đó chưa từng sanh diệt, cái thịt đó mới quả là mình, thì mình nhận ra được như vậy rồi thì tự nhiên mình mới lập chủ hoàn toàn, đó là mới có thể buông xả cái giả dối được dễ dàng. Và khi buông xả cái giả dối dễ dàng đó thì lúc đó chúng ta mới trở về lập chủ chúng ta được. Đó là cái trường hợp mà các thiền sư làm chủ được mình là do như vậy. Thế nên không thiền sư nào thấy cuộc đời là tuyệt hết, đều nói là ảo vọng, là không qua, là điện chớp, là gì đủ thứ. Ông bàn lâm quẩn sắp tịch, bảo con gái là linh chiếu ra xem mặt trời đúng ngọ ngôi trong hay. Linh chiếu ra xem, vào trưa mặt trời đã đúng ngọ mà có nguyệt thịnh. Ông ra kể xem, linh chiếu lên tòa của ông ngồi trước già, chắp tay thị tịch. Ông vào xem, ông vào xem thấy cười nói, con gái ta lanh lợi quá. Ông bèn chậm lại 7 ngày sau. Đến ngày thứ 7 châu một vua công đến thăm. Ông bảo, chỉ mong các cái có đều không, dè dặt các cái không đều thật, khéo ở thế gian như bóng vang. Nói xong ông nằm gối đầu trên gối vua công mà tịch. Thì quý vị thấy trong gia đình ông này tịch sung sướng quá. Ông là thi sĩ đó, thi sĩ như quý vị còn để tóc vậy đó, phải không? Và ông tôi thì có vợ, có con đàng hoàng. Hồi xưa ông là nhà nho, thì có một người con gái, đứa con trai. Và rồi tự nhiên là cho hết, đem đổi xong hết. Rồi cách cái am gần trên núi tôi. Rồi người con gái thì bệnh sáu mỗi bữa là gánh ra chợ bán. Rồi nuôi ổng thì thôi. Vậy đó, mà bữa nay ông thấy cho bộ cái thân này mang bệnh lâu rồi mệt mỏi, thì chỉ thằng tịch rồi gửi con gái rồi con ra tay đứng ngọ vô cho ba hay. Mà nó không nói tịch nhưng cho hay, tức là biết đứng ngọ là tịch. Con gái biết ý rồi, nghĩa là ba mình tính tiền đứng ngọ này, bây giờ muốn đi trước thì vui. Rồi chạy ra coi cái thấy mặt trời đứng ngọ thịt, nhưng mà cô vô phải gạt chưa ba đứng ngọ nhưng mà có nguyệt thịt. Ổng nghĩ mình chính hôm nay đi thì có nguyệt thịt cho ra coi thì có phải gì không. Nói ra ngoài xanh nó mặt trời để trong này cô lên ngay cái bộ nghệ giữa ổng ngồi đó, cô ngồi chiếc già cô tịch.
Thì như vậy cô con gái của ông thì có lẽ mình phỏng đoán cũng khoảng ba ngoài và không mấy tuổi như gì mà rồi ngồi tịch. Rồi nếu con mà tịch thì cha vô thấy thì phải sao? Phải khóc, phải la, phải sao? Mà ông vô thấy rồi ông cười, con gái ta lanh lợi quá, phải không? Rồi ở nán lại 7 ngày để lo chôn cất xong xuôi rồi, rồi tịch sau. Nhưng mà trước khi tịch thì có người bạn làm quan cũng như là quận trưởng ở địa phương vậy, nói báo tin hay bữa nay tôi tịch đây. Rồi ông quận trưởng mới vô, rồi hai anh em ngồi bàn nói chuyện. Rồi ông nói tôi mệt, anh đưa đầu gối tôi nằm. Anh đưa đầu gối nằm, nói vài câu cái nói tôi tịch nha. Rồi nằm kề cái đầu mình trên đầu gối bạn, nó bắt tịch. Thì thấy cái chết như là trò chơi, nó không có gì quan trọng hết, phải không? Còn mình bây giờ gần chết thì thôi, khổ đủ thứ khổ, khổ trăm ngàn mối khổ chứ mới khổ một hai mối. Thì đó là để thấy cái tầm quan trọng của cái tu. Nếu chúng ta tu mà đúng rồi, làm chủ được rồi thì cái ra đi nhẹ nhàng, nó thảnh thơi. Mà quý vị thấy ở thế gian này còn cái khổ nào hơn là cái khổ chết, phải không? Mà cái chết hết khổ rồi thì còn cái khổ nào mà khổ nữa. Thì như vậy tu vậy mới gọi là hết khổ. Còn mình bây giờ mình tu thì tu, chứ mà khổ vẫn khổ, khổ đủ thứ. Chẳng những cái khổ khi chết mà còn khổ trong khi sống nữa. Ngày nay thì lo ngày mai lo ngày mốt, lo đói, lo lạnh, lo thiếu, lo đủ thứ lo. Thành ra là ngày nào cũng cảm thấy khổ, chứ không có ngày nào thấy vui hết. Rồi tới lo già, lo chết nữa. Lo hoài không rồi, rồi chết rồi chưa chết để lo cái mồ, lo đủ thứ lo nữa. Đủ thứ chuyện phải lo hết, mà lo tới chừng nào mới rồi. Cái câu cuối cùng khi ổng sắp chết, ổng nói cái câu này nó rất là quan trọng. Nhưng mà người đọc thì đa số không có thể nào mà nắm được cái ý chính của ổng. Ổng nói rằng chỉ mong các cái có đều không, dè dặt các cái không đều thành. Cái câu đó quý vị hiểu sao? Chỉ mong rằng các cái có đều không, nghĩa là ổng mong rằng tất cả chúng ta đều nhìn thấy tất cả cái gì mà có hình có tướng, biết rõ tánh nó là không, nghĩa là thấy rõ tự tánh các cái đó đều là không, thấy rõ tất cả các pháp có hình có tướng thể tánh nó là không. Đó là cái mà mong cho mình thấy. Nếu thể tánh nó không thì có đây là duyên hợp giả, hư giả. Hiểu được tánh không thì biết nó là giả, biết nó là giả, đó là cái cửa thứ nhất để vào đạo. Rồi câu thứ hai, dè dặt các cái không đều thật. Dè dặt các cái không đều thật, đừng có mắc kẹt khi mà biết tất cả các pháp tánh là không, rồi cho cái không đó là cứu chính, là chân thật, là cái lầm, lầm thứ hai. Mà cái lầm đó người ta nói thường thường bị thừa hay mắc phải đó. Rồi tưởng là tánh không hay là chân lý là cứu chính. Bởi vì trong đoạn trước tôi đã nói đó, nhận ra được cái lý không rồi cũng phải chi hữu nữa chứ, phải không? Biết rõ mình có cái chân thật nữa, chứ còn đừng có nói cái không đó là cứu kính thì cái đó cũng là cái kẹt thứ hai nữa đó. Thì cái kẹt thứ nhất là kẹt của phòng phu, cho tất cả cái ở thế gian này đều thành. Cho nên nhà biểu phải thấy ngay cái có đều tánh là không, có là giả dối cho thành thật. Rồi biết cái tánh không đó nó cũng không phải thật nữa, mà nhận ra được cái tánh giác chân thật mình mới được. Khéo ở thế gian đều như bóng va, khéo thấy tất cả cái hiện tướng ở thế gian này như là bóng, như là va, không có thiệt. Thấy được như vậy, nhận như vậy đó, thì đó là người đạt đạo cái gì hết. Còn chúng ta mà thấy nó quá thật, đó là chúng ta mê. Ví dụ như bây giờ một câu nói, hoặc là khen, hoặc là chê, hoặc là chửi bới, hoặc là tán thán, chúng ta đều thấy như ông quan không có gì thiệt hết, thì chúng ta sẽ thử sự sao qua những cái câu đó. Nếu như ông quan thì cái gì mình cũng cười được hết, phải không? Khen cũng cười được, mà chê cũng cười được. Còn nếu mà thấy nó thiệt thì mình bị kẹt ở trong đó. Đó là trong tất cả những âm thanh, rồi tất cả những hình tướng cũng như bóng dáng thôi. Chợt có, chợt không, chợt còn, chợt mất, có gì thiệt.
mà mình cứ nói nó thiệt, nó thiệt, mà nhất là cái thân này thiệt đó. Cái thân này thiệt là cái trụ cốt để rồi tất cả cái khác đều thiệt. Thì như vậy nếu chúng ta biết cái thân này nó là giả dối, như bóng như vang thì có gì đó, như có đó rồi mất đó, không có cái gì thiệt hết. Đủ duyên thì còn, thiếu duyên thì mất. Hiểu như vậy thì tự nhiên chúng ta an ổn ngay. Mà cái an ổn đó giúp cho mình được tự do tự tại. Đó là cái người thứ ba đi ra đi cách tự tại. Ổng là ông phi sĩ chứ không phải là một nhà sư, không phải là vị ni, thấy không? Ổng không phải là nhà sư, cô Linh Chiếu không phải là vị ni. Mà muốn chết thì chết, muốn sống thì sống. Còn mình bây giờ về chuyên là nhà sư mà muốn chết chết không được, muốn sống sống không được. Quý đá lậu tịch cho bữa trưa đó, thấy không? Nhưng mà giờ coi lỡ con mình đi trước mình ở lại bảy bữa, nó tức là tính tịch bữa đó thì ổng có thể ổng tịch được ngay bữa đó. Mà giờ ổng chưa muốn tịch, ổng muốn sống là 7 ngày nữa thì ổng chưa sống. Thì như vậy tức là muốn chết thì chết, muốn sống thì sống. Còn mình bây giờ thì muốn chết chết không được, muốn sống sống không xong. Thì như vậy đó là một cái khổ não. Ví dụ khi nào đó bệnh rồi nó vào hành hạ khổ sở, nó chết chết chứ rồi chứ nhẹ nhàng. Và than muốn chết thì chết chứ không được. Rồi đó khi nào mình thấy có những việc cần phải sống thêm để sắp đặt, mà muốn sống rồi sống cũng không được. Thì như vậy để thấy cái con người mình nó quá yếu đuối, nó không còn tí nào tự do hết. Tại sao chúng ta yếu đuối, chúng ta mất tự do? Là bởi vì chúng ta lệ thuộc ngoại cảnh, lệ thuộc vào sát thân, lệ thuộc vào vọng tưởng. Những cái đó, vọng tưởng, sát thân và ngoại cảnh mà mình không lệ thuộc cái nào hết thì mình tự tại. Đơn giản như thế, đừng lệ thuộc những cái đó thì mình tự tại, còn lệ thuộc nó là mất tự tại. Là có dễ không lệ thuộc hay không? Cái lưỡi thì lệ thuộc thức ăn, cái mũi thì lệ thuộc cái mùi, cái lỗ tai lệ thuộc cái tiếng, con mắt là lệ thuộc hình sắc. Cứ về cái nào lệ thuộc, luôn luôn lệ thuộc ngoại cảm. Rồi lệ thuộc về cái thân này, cho nó là quý, là thiệt. Đó, những cái đó đồ làm cho mình phải bị nó lôi cuốn. Đến một thiền sư, thiền sư lên giới, động sơn, cạo tóc, tắm gội xong, đắp y bảo chúng đánh chuông, giả tồi chúng ngồi yên mà tịch. Đại chúng khóc lóc mãi không dứt, khi mở mắt bảo người xuất gia tâm chẳng dính mắt nơi vật, là tu hành chân chánh, sống nhọc thích chết thương xót có lợi gì. Khi bảo chủ trị sống trai ngu si để cúng dường, chúng vẫn quyến luyến quá, kéo dài đến ngày thứ bảy. Khi thọ tai, chư cũng theo chúng thọ, thọ tai xong chư bảo chúng tăng gia vô sự, sắp đến giờ ra đi chớ làm ồn náo. Khi vào trượng thất ngồi yên tịch. Thì ông già này ông cứ tính thôi, và tịch giữa chúng cho nó vui, đông đảo rồi nói chuyện xong rồi từ giả đi trước chúng cho nó vui. À, giờ đâu từ giả rồi nhắm mắt tịch ở dưới khóc ồn lên, ồn quá thì khóc hoài không chịu đứng, rồi khóc hoài chịu đứng rồi này. Thôi đi rồi không ngỡ, thôi mở mắt là gầy. Thì như vậy đó. Mình thấy được là khác ngày. Cái sống coi như chuyện mình chơi. Mở mắt ngày gầy sao? Người nói người xuất gia tâm chẳng dính mắt nơi vật, là tu hành chân chánh. Cái đừng có dính mắt là vật gì hết, đó là tu hành chân chánh. Còn nếu dính mắt là vật thì không chân chánh rồi. Thì đã không mất vào vật thì những cái hình thức còn mất đâu có gì quan trọng mà khóc, phải không? Rồi giờ khóc tức là cái dính mất vào vật rồi. Ngài nói ngài sống nhọc thiết chết thương xót có lẽ gì. Giờ sống nhọc có 60-70 tuổi mệt mỏi rồi bắt nó sống như gì, bây giờ để người ta chết rồi xong chứ rồi khóc rồi thương xót làm gì chứ mệt. Tức là ngài vỡ, ngài nói là bản thân ngài đó là nó sống thì già yếu rồi, đi lụng cụm nhọc nhằn, bây giờ đến cái chết cho nó khỏe rồi hỏi chứ thương tiếc làm gì. Rồi cái này lỡ thôi, giờ lỡ khóc vậy thôi giờ ông tư sự sống cái tay vui xuyên, tức là làm cái lễ tay để mà cúng dường chư tăng.
do cái đám người tu mà còn ngu si này mà còn khóc lóc gì đó gọi là còn ngu si. Để cúng dường 7 ngày liên tiếp, thì 7 ngày cúng dường đó thì ngài cũng bữa nào cũng ra thọ trai rồi đàng hoàng như thiên hạ vậy. Rồi tới bữa thứ 7 ngài thấy hôm trước tính ngồi giữa thiên hạ và thiên hạ ồn náo quá, nó hơi phiền. Bữa nay thì ngài từ giả nhưng ngài nói khác, tăng gia vô sự, tức là tâm nhà tăng không có việc gì, sắp đến giờ ra đi chớ làm ồn náo, bây giờ ta ra đi đó đừng có làm ồn náo nữa. Nói rồi ngài vô tượng thấy ngài ngồi yên thẳng ở ngoài này làm gì làm hết thấy, cho nãy ngồi trước mắt thiên hạ tại thiên hạ thúc quá chịu nổi. Thì như vậy thì mình thấy rõ ràng cái lối ra đi của ngài thật là tự tại, tự tại đáo để hết. Đó là một trường hợp thứ hai. Một vị sư cũng vậy, muốn đi đi mà giờ thấy sao còn người ta ồn quá khóc lóc quá, thôi ở lại 7 bữa nữa, tức là thêm 7 ngày đó. Bây giờ tới một vị nữa, chỉ y đạo giả, tức là cũng phái trong tào động, đến tham vấn tào sơn bổn tịch. Tào sơn hỏi: đâu chẳng phải chỉ y đạo giả ư? Đạo giả thưa: chả dám. Tào sơn hỏi: thế nào là việc cái chỉ y? Đạo giả thưa: chiếc áo kiều vừa khoác vào thân ngoài thân, muôn pháp phải đều duy. Tào sơn hỏi: thế nào là dụng cái chỉ y? Đạo giả lại gần: dạ, liền đứng tịch. Tào sơn hỏi: bảo như chỉ giỏi đi thế ấy, sao chẳng giỏi đến thế ấy? Đạo giả mở mắt hỏi: một trên tánh linh khi chẳng nương vào bào thai thì thế nào? Tào sơn bảo: chưa phải diệu. Đạo giả hỏi: thế nào là diệu? Tào sơn bảo: chẳng mượn mượn. Đạo giả trân trọng, liền tịch. Thì hôm nay nó là chỉ y đạo giả, tức là ông cái y của ông á bằng giấy. Có lẽ ông lấy giấy dầu đi đó, ông thấy tôi làm cái y xong rồi ông mới giải ông tu. Bây giờ đây ông đi tới với tàu sơn, tức là coi như cũng hàng huynh đệ đó, hàng sư huynh. Ông hỏi rằng thì khi ông tới, tại vì ông mang cái áo đó ai thấy cũng biết. Thì tàu sơn hỏi: đâu chẳng phải là chỉ y đạo giả? Chả dám, đó là cái tiếng khuyên dượng cho người Trung Hoa hồi xưa. Nó là phải đúng là người mình nói, mà không lẽ là gật đầu hay ừ thì nó chả dám. Chả dám tức là phải đó. Thì tào sơn hỏi: thế nào là việc của chỉ y? Như vậy là cái việc gì là việc của ông? Tức là việc bổn phận đó. Đó là, đây là hỏi việc bổn phận. Thì ngài nói: biết áo cừu vừa khoác ngoài thân, nguyên pháp phải đều như. Tức là cái chiếc áo mà vừa khoác ở bên ngoài rồi thì thấy cái gì cũng là như như đó. Đó là việc của tôi đó, do bổn phận tôi là vậy. Giờ phải thế nào là dụng cái chiếc y? Đó là việc cái kia là cái bổn phận, tức là thể. Bây giờ phải cái dụng như vậy thì ông nói ông được như như rồi, ông có cái dụng như thế nào ông làm ta có. Thế này đạo giả lại gần: dạ dạ thế là đứng tịch. Thả cái dụng như vậy, cứ chết thì chết, cứ sống sống. Già cái rồi đứng tịch. Ngài tài xe ngài biết. Ngài nói: như chỉ giỏi đi thế ấy, sao chẳng giỏi đến thế ấy? Như chỉ giỏi đi bằng cách là già rồi tịch, bây giờ giỏi ông sống lại coi. Thì nghe nói vậy, sao chẳng giỏi đến thế ấy? Thì ngài mở mắt ra, ngài hỏi nữa. Giờ muốn đến thì tôi đến. Thì như vậy, coi như vậy. Cái chết là cái trò đùa chơi, phải không? Nó là cần đến thì chỉ đến. Hỏi: một trên tánh linh khi chẳng nương vào vào thai thì thế nào? Như vậy đó, những cái trên tánh linh này khi ra là không nương vào thai nữa thì nó có làm sao? Tức là ra tôi không thằng giá vào thai nơi nào nữa hết. Thì cái trên tánh linh đó rồi sao nữa? Thì tàu sơ bảo: chưa phải diệu. Như vậy thì khi không giá vào thai chứ chưa phải diệu. Thì đạo giả hỏi: thế nào là diệu? Thì tàu sơ bảo: chẳng vừa vừa, tức là chẳng ngờ, chẳng giá. Thì nói vậy cái ngài hiểu rồi, cái ngài ngài liền trân trọng, tức là cảm ơn, rồi cứ đứng tịch. Tịch thiệt vậy đó. Thì như vậy thì mới thấy một người tu nghĩa là ra đi một cách nghĩa là tự nhiên, vui vẻ, không có cái gì mà buồn phiền, không có gì khổ sở hết. Thì như vậy đó, quý vị mới thấy cái tu nó có cái đặc biệt. Cái này thì thiệt ra
tôi chưa đến, mà cũng là lý luận hay là suy lý thôi. Nếu mà vị nào mà ngồi thiền á, ngồi thiền mà cho tới lúc nào mà tâm mình nó định, thực là định, nó không còn có giới nghĩ tí nào hết á, thì lúc mà mình thực định đó đó, cái hơi thở mình nghe mình hết, làm như mình không có hơi thở. Thì như vậy thì tính như cái hơi thở nó gần như mất đi. Rồi nếu mà mình được làm chủ hoàn toàn vậy thì cái hơi thở mình nó nhẹ như cũng có. Mà nếu mà người mà làm chủ được toàn dễ hơn nữa thì cái hơi thở họ chắc họ họ muốn dừng lại với ạ. Mình chết là chỉ một khi đừng mượn nữa, mà không mượn nữa thì tất nhiên chết như vậy. Mình thở ra nhẹ ra sao không thở hít vô cho rồi, phải không? Nhưng mà bây giờ mình thở ra mà không hít vô nó bực bội đâu mày, nó dễ vừa khó chịu. Còn các ngài người không cần hít vô ra thôi nó rồi, mình chết như vậy nè. Mà bởi vì khi người ta làm chủ được thân rồi thì cái mà hơi thở ra vô nó cũng nhẹ nhàng, nó khỏe khoắn lắm. Bởi nghĩ vậy thì tôi nghĩ rằng nếu mà mình thực là an định hoàn toàn rồi thì có lẽ cái chết nó dễ, nhưng có khó khăn gì hết. Cho nên hồi xưa mà những gì mà nhập được việc tận định rồi thì cái thân tử nó tự tại, mà nhập việc tận định rồi thì cái điều đó ở thế gian này cũng không ai hiểu nổi, cũng không có khoa học nào mà giải được. Nếu là như cái trường hợp mà nhập vật tận định đó là cái định của tiểu thừa thôi, tức là cái định cứu kính của tiểu thừa, mà khi nhập được cái đó thì có thể nói rằng không có bị chết, muốn sống bao lâu thì sống. Như có trường hợp, hai trường hợp mà tôi kể, trường hợp thứ nhất là một vị tăng hồi thời Đức Phật ở Ấn Độ, ông hàng ngày ông đi thất thực ở trong xóm, rồi sau khi thất thực xong ông về tâm rừng ông tọa thiền. Mà hôm đó ông ngồi ông tọa thiền, ông nhập việc tận định, thì có một số người triều phu đi ngang qua thấy ông ngồi tê tê mà lại giờ không có hơi thở, giờ không có hơi thở, ông này chết rồi, tội nghiệp chết mà không ai tiêu dùng, nghĩ tội. Cho nên mấy anh em mới rủ nhau lại thôi, giờ mình chặt cây thiêu dùm ông thầy, ông chết không có ai thiêu. Rồi ba bốn rồi cái chặt cây rồi khô lại cái chết vô cái nổi lửa đốt. Chỉ số cây đó họ nghĩ rằng đốt lửa lên thì đủ thiêu ổng rồi, không cần dở đó nữa. Cho nên rồi họ đốt rồi cái họ bỏ họ đi. Đi cái sáng hôm sau thấy họ ở trong thành phố, họ đi ra gặp ngài đi vô đi thích thịt. Mày chết đi rồi mày chết trầm trà. Ủa ông thầy này sao mày đốt dùm rồi, sao lại đi đây? Rồi chết đi rồi mày chết. Thì hỏi ra rồi mới biết rồi ngày qua là ngày nhập việc tận định. Rồi mấy ông có tính mà chết không có hơi thở, khi nhập việc tận định rồi thì không còn hơi thở nữa. Mà chỉ còn ống thôi, nếu khi nào cần xả định thì sống lại, còn nếu là không xả thì đi luôn. Hay là muốn tịch luôn thì tịch. Vì vậy cho nên ngày xưa là ngày nhập vô tịnh định rồi người ta tưởng là chết. Thì cái đó hỏi chứ bây giờ ai mà hiểu nổi, phải không? Rồi khi nhập cái việc tịnh định thì không còn hơi thở, mà sống, muốn ngồi nổi, muốn sống bao lâu cũng được hết. Còn nếu muốn chết luôn thì cũng được, tùy ý mình. Vì vậy cho nên nếu ngày nhập vô tịnh định mà rồi họ đốt không cháy, chỉ cháy chà chà ở ngoài thôi, thì không có cháy cái thân ngài được. Đó là một vị hồi Đức Phật. Người còn gần đây ở đời Đường, người ra tới đời Tống 700 năm. Sau 700 năm tới là ngài Đông Lâm Diễn, ở gần nửa đời Đường, là đệ tử của ngài Dân Môn. Mà ngài Đông Lâm Diễn có người em ruột cũng tu thiền, mà ổng như tu theo cái thiền tiểu thừa đó. Mà hôm nọ ổng đi ngủ Đại Sơn, ổng đi giếng núi ngủ Đại Sơn, ổng đi dọc đường cái ổng thấy có mấy cây to thật là to, có cái bọn tốt mà ổng thử gì trong rồi vô ngồi. Cái rồi ổng ngồi thiền á, ổng nhập vực tịnh định luôn. Ổng nhập vực định rồi cái rồi ổng định hoài ổng không thích, ổng có đi chơi gì ổng thích, ổng cứ ngồi vài cái cây á thành là ngọn lớn rồi. Lớn rồi cho nó vít luôn cái bọng, vít luôn cái bọng. Rồi sau này tới nửa đời Tống, hơn nửa đời Tống,
thì bữa đó có một cái ông quan địa phương, ông đi lùng bắt mấy người trộm, rồi qua một cơn giông bão, rồi sao ông đi lùng bắt ông trộm, đi ngang đó có thấy cái cây nó ngã, gãy nó ngã, ngã nó tốc ra một cục khối gì đó kỳ lạ quá không biết. Rồi ông thấy ông không biết cái gì. Rồi ông ấy về ông tâu nhà vua, có cái gì lạ quá ở trong cái bọng cây nó tốc ra vậy. Thì nhà vua mới cho lệnh họ xe chở về triều đình. Chở về triều đình thì khi đó thì tất cả mời các ông thiền sư, các vị tăng rồi tới coi cho ta cái đó là cái gì. Thì có vị thiền sư coi chỉ mời cho thấy, biết đây là một cái thân của người nhập vào thành đình. Bây giờ muốn cho họ chức định thì phải lấy cái linh, tức là cái chuông lắc đó, tới lắc hồi cho họ chức định. Cái rõ tang là ngài lấy cái chân vàng lại ngài lắc lắc nghĩ hồi cho thẳng, thấy móng tay với tóc nó quấn quanh ngài, rồi ông thẳng miếng từ từ cái ngỡ ra cái ngài lấy dao cắt móng tay cắt tóc rồi hết rồi cái ngài trỗi ngài đứng dậy, ngài hỏi bây giờ là thời nào lúc nào, thì nói là bây giờ là đời sống hơn nửa đời sống, hỏi cái ngài ở đâu ngài hồi thời nào mà tôi thời nào. Mà nói tôi là em của Đông Lâm Diễn ở đời đường. Nói như vậy thì tính từ ngày mà đời đường mà lúc mà Đông Lâm Diễn đó cho tới mà lúc mà ở triều đình mà cạo cắt bỏ tóc cũng như móng tay của ngài ra để ngài trở dậy nói chuyện đó là 710 mấy năm. Thì hỏi Đông Lâm Diễn còn không? Chết không biết mấy lần rồi. Hỏi lại không còn ai hết. Rồi cái ngày từ giá ngày vô đình luôn. Thì đó là trong sử sách còn ghi rõ ràng. Nó kể đời Tống vua nào rồi người tôi tại vì không nhớ kỹ ngày tháng đời vua. Cái đó những hiện tượng đó là hiện tượng ở trong cái nhập diệt thành định nó như vậy. Thì như vậy thì quý vị mới thấy cái chức mà làm chủ được đó, nó có khả năng phi thường mà không thể ai mà hiểu nổi, không ai hiểu tới được. Cho nên mình bây giờ mình nói cái chuyện thanh tử tự tại mình thấy coi như xa lạ cho mình quá, phải không? Bởi vì trước mắt mình thấy bao nhiêu người thanh tử khổ sở, không ai mà tự tại. Còn đây các thiền sư tự tại như vậy mình tưởng như là cái lạ, nhưng mà sự thật nó không phải lạ. Nếu mà mình tu tới được chỗ đó rồi thì mình thấy cái điều đó là điều đương nhiên, không có gì lạ. Bởi vì cái khả năng của con người nó là phi thường chứ không phải là tầm thường như vậy, mà chúng ta sống với cái tầm thường hoài thành ra chúng ta tầm thường. Nhưng ngay để chúng ta có cái phi thường, nói phi thường cũng là lối nói cho ai chơi, chứ cái đó không nói phi thường mà nói thường gì hết. Mà phải vậy, tất cả nếu ai nấy biết mình có cái chân thật bất sanh bất diệt, hàng ngày sống mình hướng về cái đó thì người đó khi ngay nơi cái thân tầm thường mà họ có cái phi thường, phải không? Còn người nào chỉ sống với cái thanh tứ đại này nhìn vào nó rồi chờ ngày nó rã ra thì cái đó quá là tầm thường, phải không? Sống với cái tạm bợ quá tầm thường. Thì như vậy ngay trong cái tầm thường nó có cái phi thường, mà tại sao chúng ta không làm cái phi thường đó mà cứ làm cái tầm thường hoài, cứ lo bồi bổ cho cái bộ máy này, bồi bổ cho được thường hảo hạng, phải không? Cứ như vậy hoài rồi chờ ngày nào đó cái bộ máy mình rã ra cái rồi. Thì như vậy đó thật là tầm thường, tầm thường thật là tầm thường. Nhưng nếu mà mình nói chỉ ra hơn nữa thì thiệt ra chỉ dụ như sáng hay là trưa nay mình cho những cái thức ăn cao lương, cứ như vậy hoài rồi chờ ngày nào đó cái bộ máy mình rã ra cái rồi. Thì như vậy đó thật là tầm thường, tầm thường thật là tầm thường. Nhưng nếu mà mình nói chỉ ra hơi nữa thì thiệt ra tử dụ như sáng hay là trưa nay mình cho những cái thức ăn cao lương mỹ vị gì đó giàu nó vô, nhưng mà mai cho nó ra thì nó hết quý giá gì hết rồi, phải không? Thì như vậy thì nó quá tầm thường, nó chỉ là một cái dối gạt lỗ mũi con mắt mình thôi chứ gì, mà rồi mình cứ khổ sở cứ đeo đuổi. Nên chúng ta biết rõ trong cái tầm thường nó có cái phi thường, ai biết được như vậy, sống như vậy thì người đó là xuất thế. Còn nếu dầu cho tôi cạo đầu ở chùa mà sống như cái tầm thường này hoài thì
cũng không thích thế gì hết. Tại sao? Cũng là ăn qua mặt rồi ngày hai buổi kinh rồi cho có hình thức vậy thôi, thì đó không có thích thế gì hết. Cái thích thế là cái chi thường sẵn trong cái tâm thường này, biết giới gì nó, biết sống gì nó. Cho nên ở trong nhà thiền không quan trọng là phải cạo đầu ở chùa hay là ở nhà, nếu người nào biết tạo về cái chi thường của mình thì đó là người thích thế. Cho nên ông bạn nó vẫn không đâu có cần ở chùa ha, mà ông tự định thân tử tự tại. Thì như vậy quý vị nó hiểu cái ý ở trong nhà thiền. Cái không thì nói coi như là trong nhà thiền hình như không quan trọng người xuất gia, không phải. Nghĩa là quan trọng là quan trọng ở chỗ biết trở về cái chân thật, thì cái đó mới quan trọng. Dù ở cái vị trí nào, ở một hoàn cảnh nào mà biết sống như vậy đó đều là có giá trị. Còn nếu mà ở một hoàn cảnh vị trí hết sức là tốt đẹp mà không biết sống như vậy, không biết trở lại như vậy thì cũng không giá trị gì. Đó, đạo đức nó nằm ở ngay chỗ đó. Đã làm mấy gì bây giờ thêm gì nữa. Một hôm khổ quá ở trong chợ, đến mọi người xin chiếc áo dài, mọi người đều cho, khổ quá đều chẳng nhận. Lâm tế dạy viện chủ mua chiếc quan tài, khổ quá về đến Lâm tế bảo: tôi đã vì ông sắm chiếc áo dài rồi. Khổ quá liền tự vác đi. Khổ quá đi quanh phố chợ rau: Lâm tế cho tôi chiếc áo dài rồi. Tôi sang cửa đông tịch, người trong chợ đưa nhau đến xem. Khổ quá bảo: tôi ngày mai chưa tịch, ngày mai sang cửa nam mới tịch. Như thế đến nhà, đến 3 ngày mọi người đều chẳng tin. Đến ngày thứ tư không ai theo xem, một mình khổ quá tự trưng vào quan tài, nhờ người đi đường đẩy nắp lại. Tin tuồn đi, mọi người trong chợ đưa nhau đến dỡ quan tài xem, không thấy thi hài khổ quá đâu, chỉ nghe trong hư không tiếng mở xa dần rồi mất. Thằng thi hài cố tiêu hơn. Thì thường thường người ta tịch thì ta tịch liền đi, còn thi thì không chịu. Đánh đùa thiên hạ chơi. Bởi vì giới ngoài thủ đó là ông già điên. Điên vàng. Ông ở chùa mà chứ không ở chùa vậy, cứ đi ra chợ. Xin này ăn, xin kia ăn, đi đầu đường có chợ. Nó gặp sáng, đánh sáng, gặp tối, đánh tối, chứ đánh đông đánh tây, rồi đánh mây, đánh gió thôi. Cả ngày đi ngoài chợ, nhớ nhớ ai cứ nói là điên. Nhưng mà ngày Lâm Tế, ngày thử, mình biết không phải là điên. Nhưng mà rồi thì ở cái đó, thời gian rồi giờ ông phát tịch. Khi phát tịch cũng nói với mấy người buôn bán ở chợ, nói tôi cần chiếc áo dài, chỉ vị cho tôi chiếc áo dài. Thì ai cũng tưởng thiệt, tôi sống áo dài cho ông, không chịu nhận. Rồi ngày Lâm Tế biết ý, mà nói sống cái quan tài cho, cái giác quan tài đi. Thì ra ngoài đường, nói tôi được Lâm Tế cho cái quan tài, thôi để tôi ra cửa đông tịch. Thì người ta nghe lạ, buồn, chạy xem. Người ta tới đông quá nó thôi chứ mai tôi mới tịch, mai còn cửa nam. Cứ vậy là 3 bữa gặp thiên hạ đi mỏi chân, ai nấy chán rồi thôi không cần đi nữa. Thì lỗi thứ tư ông vào cửa bắc đó, ông nói tự chung cho quan tài rồi biểu mấy người đi đường đẩy nắp lại giùm tôi. Rồi người đi đường đẩy nắp rồi mới đồn với thiên hạ nó khổ quá, ông chung cho trong cái quan tài rồi ông tịch chẳng á. Ai nấy mới tới vợ nó đi xem không có tư. Chỉ nghe tiếng hỏa bảy xa từ 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 cũng đi xong. Thì thành ra cái đó là cái điên quá đó. Tự nhiên là ông có tịch thì không tịch. Có lẽ ông cũng vừa ngon vừa nuôi ông tịch, nhưng mà đều ông không muốn tịch ở tại đó. Cho nên ông đánh lừa thiên hạ chơi vậy thôi. Thì như vậy để thấy cái sự tự tại của ngài nó cũng rất là tự tại. Thiền sư Thiện Chiêu bị y lý hầu ba phen thỉnh trụ trì chùa Thừa Thiên mà sư không đi, sứ giả bị phạt, y lý hầu lại sai sứ đi một phen nữa. Sứ giả đến kia biết thỉnh thầy đồng đi, nhớ thầy không đi tôi liều chết mà thôi. Sư cười bảo: bởi nghiệp già bệnh không thể xuống núi, giả sử đi có trước sau tại sao quyết đồng? Chứ giả thưa thầy chịu đi thì trước sau tùy thầy lựa chọn. Bảo chúng sửa soạn hành lý xong, bảo chúng sửa soạn hành lý xong, khi gọi chúng lại bạc nói: lão tăng đi có người nào theo được? Có vị tăng ra thưa: con theo được. Sư hỏi: một ngày như đi được bao nhiêu dặm? Tăng thưa: 50 dặm. Sư bảo: như theo ta chẳng được. Lại có vị ra thưa: con theo được. Sư hỏi: một ngày như đi được bao nhiêu dặm? Tăng thưa: 70 dặm.
Chư bảo ngươi theo ta cũng chẳng được. Thì giả là thưa, con theo được. Hòa thượng đến đâu thì con đến đó. Chư bảo ngươi theo lão tâm được. Nói xong, chư bảo thì giả, ta đi trước nha. Chư dừng lại và tịch. Thì giả đứng khoanh tay tịch theo. Thầy trò đi vui vẻ vậy đó. Thì nếu với ngài thì chúng ta không quan trọng mấy, phải không? Thôi thì ngài tu lâu rồi, đối với ngài thì cái chuyện đó đành đi. Nhưng ngài đủ chức, còn chức thị giả, nghĩa là thường thường ở chùa thị giả là người trẻ, còn thay duy thì cao lắm là 15-17 tuổi. Cái ông thị giả mà ông giống như thầy cũng là chuyện hy hữu. Còn hai vị kia lòng nghe nói là vị trưởng xã hành lý rồi cũng nói đời sẵn sàng, ông tưởng đâu là ngày đi thiện, cho nên ngài hỏi giờ ta sắp đi ai đi theo được. Thì ông tăng vừa đứng con theo được. Thấy ông đi theo ông đi một ngày được bao nhiêu? 50 dặm thì cũng tương đương bây giờ 50 cái số, giỏi quá rồi. Nó theo ta không nổi, ông kia tăng hơn có 70 dặm thì tưởng như là đi vậy là giỏi. Thì ngài cũng nói không được. Ông thì giả không biết ý, không biết ý thầy. Nó con theo được, hòa thượng đến đâu thì con đến đó. Thì như vậy, ổng biết cái gì rồi, ổng mới dám nói như vậy chứ, phải không? Chứ như mình thì có dám nói vậy không? Thì dám nói câu hòa thượng đến đâu thì con đến đó. Thì ngài biết rằng chú thị giả này cam làm việc của mình. Cho nên người nói thôi ta đi trước nha. Ta đi trước nha thì tưởng như là ta đi rồi thì ông mới đi từ từ. Không ngờ nó đi trước ra thì ngài với ông thì giả với chúng thanh ta đi theo. Thì đó là một cái điều hết sức là tự tại. Thì cái chỗ này thì chúng ta đọc chữ thiền sư ở phần bên tăng như vậy thì sử thiền sư ni cũng có những người như vậy chứ phải không? Như bà cái buổi tịch tập thể, buổi tịch tập thể của bà Mahabhasabade, như là nghe Phật 3 tháng nữa tịch. Thì là tới là từ giả Phật có nói về cầu xin Phật cho phép bà tịch trước. Nói rằng con không khao thấy Thế Tôn và A Nan tịch trước, xin Thế Tôn cho con tịch trước. Phật làm thinh. Bà về là báo chúng, nói là chúng của bà là 500 người. Và báo tin với chúng là bây giờ ta nghe tin Thế Tôn sắp tịch, bây giờ ta xin phép tịch trước. Vậy thôi thì chúng tùy nghi hướng sao tùy ý. Thì trong chúng là dẫn 500 vị đi tới trước Phật, nói giờ nghe Phật sắp tịch thì con cũng không khao thấy Thế Tôn tịch, thì Thế Tôn cho chúng con tịch trước. Phật làm thinh chứa. Cái 500 người về đây cũng đồng nhập việc tận định, nhập từ sơ thường cho tới việc tận định rồi xả, rồi ngồi hỏi vị ngồi tịch hết. Nó là 500 người tịch tập thể lượt. Rồi tôi xong hết rồi đây còn có hai chú thầy duy. Hai chú thầy duy chưa tịch được. Thấy thầy mình tịch cũng bản hốt quá rồi. Cái hốt nó rõ ràng thôi, nó pháp thì có hòa, có hợp thì có tan. Mới suy nghĩ có pháp có hợp có tan, nó không ngộ đạo hết. Ngộ đạo cái nó thôi vậy chính quả rồi. Thôi giờ mình tịch nữa. Rồi hai chú thầy duy cũng tịch luôn. Thì như vậy đó, thì hồi Phật còn tại thế các ngài cũng tịch như vậy đó. Thì bên đi nó đi cũng tự tại chứ mấy tăng tự tại thôi. Nhưng mà tập thể là 500 người và thêm hai chú nhỏ nữa là 502. Muốn tịch là tịch. Thì như vậy để thấy rằng cái tu nó đặc biệt chứ không phải là cái chuyện tầm thường. Thì quý vị mới thấy rõ cái người kia. Chẳng những hồi Đức Phật tại thế mà sau này cũng vậy. Ở đây là đời Đường, đời Tống ở bên Trung Hoa, và các ngài tịch cũng vẫn là an nhiên tự tại. Chỉ có mình bây giờ thì chưa được tự tại thôi. Còn nếu mà nói gần hơn nữa thì ví dụ như là trường hợp như ông cư sĩ ở Việt Nam mình, có ông cư sĩ nào mà quý vị có đọc sử đó tịch tự tại nhớ không? Thì ông cư sĩ của mình là ông Trần Quốc Tản, tức là Tuệ Trung Thượng Sĩ ở đời Trần á. Nếu quý vị đọc Tuệ Sĩ Nghĩa Lục á thì sẽ thấy
thì ngài cũng sắp đặt, ngài báo tin cho ngài ở trong trong cái khu vườn trong nhà của ngài thôi. Các cung phi mỹ nữ hầu cũng còn bồn bộ chứ không phải là không có ai. Vậy đó ngài báo tin, ngài sắp đặt ngài lại cái tội người giữa ngài ngồi, thì mấy bà nghe ngài chỉ thần tịch khóc quá chừng, ngài nhắm mắt lại ngài tịch cho mấy bà khóc quá có chứ, rồi ngài mở mắt rồi đưa nước cho ngài rửa mặt, ngài gầy cho một hồi, ngài ta đi cái nơi về cái chốn có gì đâu mà làm phiền rộn, nói rồi mấy bà mới yên lại cho ngài nhắm mắt ngài tịch. Đó là ông chi sĩ ở Việt Nam cũng vậy. Thì như vậy để thấy rằng chẳng những là người tu ở Ấn Độ, ở Trung Hoa cho tới ở Việt Nam, nghĩa là ai tu đúng như vậy đạt đạo rồi đều cũng được tự do như vậy, chứ không riêng người thứ nào hay là cá nhân người nào. Như vậy để thấy rõ cái đạo lý nó tự tại đến như mức đó, chứ không phải là nó tầm thường. Nhưng mà rất tiếc là tại vì chúng ta tu tầm thường quá rồi chúng ta trở thành tầm thường. Chứ nếu mà mỗi người chúng ta đều có một cái, có một cái khả năng là vượt lên cái tầm thường đó thì chúng ta sẽ phi thường. Tạm dẫn bấy nhiêu cũng khá gồm lắm rồi, chúng tôi làm sao kể hết sự ra đi tự tại của các ngài. Tuy nhiên đối với các thiền sư có những cái kỳ đặc trong đây chẳng phải quan trọng, vì đều là diệu dụng. Cái quan trọng nhất trong nhà thiền là sống được tánh giác của mình, nó mới là bản thể. Bản thể là cái gốc, diệu dụng là cái ngọn. Chỉ lo bám không lo không bám được gốc, đừng sợ mất ngọn. Khi sống được với cái thể giác rồi thì mỗi hành động nào cũng là thành thông diệu dụng cả. Ông Bàn Long Quẩn nói kệ: nhật dụng vô biệt sự, nhiên hô tự ngẫu hài, đầu đầu phi thủ xã, chứ chứ vật thương oai. Cái chữ oai này sai, oai chữ kia. Châu tử thì vui hiệu, khi sơn tuyệt điểm ai, thành thông tịnh diệu dụng, vận thử tập ban tài. Dịch: hàng ngày không việc khác, chỉ tôi tự giết hay, vật vật chẳng lấy bỏ, chỗ chỗ nào trái bài. Đã phía gì làm hiệu, núi gò bạc cần ai, thành thông cùng diệu dụng, gánh nước bữa củ tài. Thì như vậy qua cái bài, cái bài kệ này để chúng ta thấy đối với cái người tu thiền không phải quý ở cái thành thông diệu dụng, mà quý ở cái chỗ bản thể mình sống được. Như hồi nãy ông chỉ y đạo giả ông nói đó, nó là pháp chứ áo cừu vào thân thì tất cả pháp đều như đó, là sống được cái thể. Để sống được cái thể đó rồi thì cái dụng tự tại, không có cần phải kiếm. Cho nên người sống được cái thể đó rồi thì thấy bữa tuổi giống nước gì cũng là thành thông dị dụng hết, chứ không phải là đợi tới biến hóa cái bay lên hư không hay là chung dính đất được chẳng hạn mới gọi là thành thông. Mà có thể trong bữa tuổi giống nước cái gì cũng là thành thông dị dụng thì cái điều đó là cái điều thực tế, chứ không phải là cái điều mà huyền hoặc. Bởi vì nếu chúng ta sống được cái thể chân thật bất sanh bất diệt thì cái thể đó, từ cái thể đó phát ra cái dụng, hoặc là nói năng, hoặc là hành động, cái nào cũng là từ cái thể mà phát dụng hết. Thì cho tới cái dụng mà bay cũng như không nhân danh cũng là từ cái thể đó mà ra. Hiểu như vậy rồi thì nếu sống được cái thể thì tất cả hành động đều là hành động của dị dụng. Như vậy thì không lựa là đại tới thành thông biết quá, mà ngay trong hành động hiện tại chúng ta cũng thấy như là thành thông. Đó. Thành thông ở đây là gánh nước bữa cưỡi, vì mọi hành động ấy đều từ thể giác phát xuất. Chúng ta lại nghe một bà già cùng thành thông. Đây ta bà già: thiền sư Nam Tuyền huy tâm ma tóc đi hành trước đến một cái quán của bà lão, quý vị kêu bà đem trà. Bà bảo: quý thầy trình thành thông rồi hãy uống trà. Quý vị vô mắt nhìn nhau. Bà bảo: quý thầy xem già này trình thành thông đây. Bà liền tay cầm bình trà, tay đinh chân trà, nghiêng rót vào chân để xuống. Thì quý vị thấy, không biết đâu sau này ở
ở Vũng Tàu thỉnh thoảng cũng có một hai bà già một hai bà già ngố nghịch cái kiểu này, phải không? Nghĩa là bà già này chắc ít ra cũng gần một hai thiền sư nào đó, cho nên gặp mấy ông thiền sư đi hành phước, ngày Nam Tiền, ngày Ma Cốc, ngày Duy Tông là toàn những tay kỹ thấp dưới Mã Tổ. À, đi tới rồi gặp bà già bán trà, bán quán trà, nước trà thì nghĩ mấy bà hiểu gì đạo lý thì cứ thích bình thường và cho bình trà, thì bà đó với thầy tình thần không tiếc đi để uống trà. Bây giờ nói như vậy thì phải làm sao, mà bây giờ giả sử ai nói vậy thì mình làm sao? Thì mỗi giờ lấy mắt nói nha, là mình lạ đời rồi, cái là nói thôi với thầy ca già tinh thần không đây, đó rồi tay cầm chinh trà, tay thôi cầm cái bình rót nguyên rót tự chung để xuống rồi xuống đó tinh thần không rồi. Thì bà lão cũng là bà lão đặc biệt, thì quý vị thấy phải chưa có nhiều bà lão mà chúng ta đọc trong sử thấy đặc biệt đó, là gốc cũng ở gần các vị thiền sư mà ra, thì như trường hợp ở gần Long Đàm cũng có bà già vậy đó, bà già bán bánh đó, bán bánh rồi ngày biết thêm gánh một gánh kinh đi tới, rồi khi mà đi tới rồi sáng đói bụng bà để cho tôi ít cái bánh ăn đứa con. Bà già thấy ông thầy mà gánh kinh đi cần tròn quá bà muốn chọc, bà hỏi chứ thầy gánh gì vậy? Tôi gánh bộ kinh Kim Cang phía sau đó. Thầy cái bà vừa nói, bà nói thôi cho tôi hỏi một câu, nếu thầy đáp được thì xin kiếm giường của lắm tháng này, còn bà thầy đáp không được thì xin đi kiếm chỗ khác vừa điểm thăm. Mình của ông giảng sư giảng Kim Cang nổi tiếng và lo gì đó không được, được thì bà hỏi đi. Bà vừa hỏi phải chứ rằng trong kinh Kim Cang á, quá khứ tâm với cả đất, hiện tại tâm với cả đất, vị lai tâm với cả đất à, như vậy thì thầy nói biến tâm là biến cái tâm nào? Thì ra thì không phải nói là ổng đành gánh ông đi luôn, không còn cái lời gì nữa. Rồi hỏi cho gần đâu có những thiền sư nữa gần đây không? Nó có ở trên kia, có ngày Long Đàm, thôi gánh chính kinh nên phải hỏi. Thì như vậy có những người bà già đặc biệt. Thì sở dĩ đặc biệt đến như vậy là sao? Là thay vì các bà cũng đã thường mới đến lấy cái chỗ mà của các thiền sư thuyết pháp trong những cái hội đó được nghe, cho nên giờ mới biết như vậy. Chứ còn nếu mà thường thì đâu có mà hiểu về như vậy, cho nên nhiều khi mình khi mấy bà già gặp những bài như vậy đó là mệt. Nó không dẫn kêu bị hỏi câu thế là không chạy. Cái lẽ nó điểm tâm, điểm tâm mình nó lõi không, gói được ba thời quá khứ hiện tại như lai đều không được hết, rồi điểm cái nào đó. Thì thôi chịu. Quả là thành thông, tâm hành đạo, bình nghĩ, thân thiên, động thổ mới là thành thông. Bởi bất cứ một tác động nào, ly xuất từ bản thể đều là diệu dụng. Khổ nổi, người tu hiện giờ chỉ trọng thành thông diệu dụng mà quên bản thể. Vì thế nên dễ lạc vào đường tà, chính giữ thành vẫn được ngủ thông, làm sao giảng cập được đâu tà đâu chánh. Chỉ một bề trở về tánh giác là muôn đời không lầm. Tóm lại, hiệu dụng của người tu thiền là nhận ra tánh giác của chính mình. Tánh giác này không sanh diệt, không tướng mạo mà hằng giác. Bởi hằng giác nên chẳng phải không, không tướng mạo nên chẳng phải có. Sống bởi với tánh giác là thoát ly sanh tử, tử thọ của tánh giác đồng với hư không. Cho nên trong kinh nói tuổi thọ của Phật không biết bao nhiêu tính kể, đạt được tuổi thọ vô lượng vô biên ấy, còn gì hạnh phúc bằng, còn gì quý báu bằng sống với cái vĩnh cửu chẳng sanh chẳng diệt này. Nói thật là mới thật, mới thật là đến chỗ chân thật tuyệt đối.
Còn cái gì ở thế gian có thể so sánh với tánh giác này mới thật là ta, chân ngã. Tánh giác không bao giờ mất, chân thường. Tánh giác là chân thật hạnh phúc, chân lạ. Tánh giác không có gì diễn ô được, chân tịnh. Sống đến chỗ chân ngã, chân thường, chân lạc, chân tịnh này mới là điểm cứu cánh thiền tông. Trong khi trở về cái chân thật thì mọi cái giả dối giảm thiểu khả năng lôi cuốn chúng ta. Từ từ ta làm chủ lại chúng, ta điều khiển chúng theo chỗ muốn của chúng ta. Mọi khổ đau, buồn thảm, tự suy thối không còn là điều quan trọng đối với chúng ta nữa. Với cái thanh giả tạm, cái vọng tưởng hư ảo, sắc trần không qua này, còn nghị lực gì trói buộc chúng ta được? Bởi thấy được ông chủ thật của mình, mọi sắc trần đều là trò đùa, nên thường tu tự tại khi ra đi. Đó là cái điểm then chốt của tu hành. Quý vị thấy, nếu mà chúng ta không học được những cái phần này, đọc kinh chúng ta không làm sao hiểu nổi. Bởi vì trong kinh thường nói tới cái chỗ cứu kính đó thì nó không phải có mà nó cũng không phải không. Nói tới cái thể cứu kính đó thì nó phi hữu và phi vô, tức là không phải có mà không phải không. Thì theo thế thường chúng ta ở thế gian này nói chuyện với nhau thì nó phải sao? Hoặc là có phải không, hoặc là không. Cái đó có hay không thì phải trả lời sao? Là có hoặc là không, phải không? Không có cái gì mà nó không phải có, không phải không mà chịu nổi hết, phải không? Cái lý luận mà nó không phải có, không phải không đó là cái lý luận mà thế gian không bao giờ họ chấp nhận nổi. Nhưng mà đúng ra cái tánh giác này nó là phi hữu mà nó cũng phi vô. Tại sao vậy? Bởi vì nó là tánh giác, là hằng giác, tức là làm sao nói là không được, cho nên nó là phi vô. Hằng giác là làm sao phi là không, nhưng mà nó không có tướng mạo thì là làm sao mà nói thử. Bởi vì cái gì ở thế gian nó có là đều có hình tướng chỉ ra được, hoặc là có những cái tác động rõ ràng. Tánh giác thì không có hình tướng, mà có thể nó là lặng lẽ thanh tịnh nhé. Hằng giác mà hằng tịnh, nó không phải là những cái tác động sinh diệt. Vì vậy cho nên nó là cái không tướng mạo, vì vậy mà nó không phải có. Có tức là có theo cái thế thường có tướng mạo, mà nó hằng giác cho nên không phải là không. Đó. Ngay như thân chúng ta là cái có. Có đây là có cái tướng mạo giả dối do duyên hợp, thành nó có trong cái gì? Có trong cái không, phải không? Không là gì? Thì có đây là có của bốn thứ đất nước với lửa hợp lại. Và bốn cái hợp lại thì nguyên thể nó là không. Bốn cái hợp lại mới tạm có, phải không? Thành nó có trong cái không, cái tâm thật nè. Do không có mà giờ bốn cái hợp lại mới có, thì thành nó có trong cái tâm không, cho nên có trong cái không. Vì vậy hồi nãy ông Long Vĩnh nói đó, chỉ mong tất cả cái có đều không hết, nghĩa là tất cả cái có này chúng ta thấy nó đều có trong cái tâm không. Và có trong tánh không thì có là cái tạm bợ, cái dư giả. Và quý vị nhớ rõ cái chỗ mà quan trọng của nó. Cái nếu chúng ta biết tất cả cái có này là có do duyên hợp dư giả, thể tánh là không, duyên hợp dư giả. Nhớ như vậy là chúng ta đã biết. Mà biết cái có dư giả thì mọi sự quan trọng của nó đều giảm thiểu. Những quan trọng đòi hỏi thích thú của nó chúng ta không còn quan trọng nữa. Còn nếu chúng ta thấy nó là thiệt á, thì mọi cái quan trọng nó đều quan trọng hết. Thì như vậy thấy được cái đó là chúng ta đã tiến lên một bước khá dài rồi, khá xa rồi. Cho nên cái đầu tiên là mong tất cả cái có đều không là vậy. Là tất cả cái mà hiện có đây dưới tánh nó là không. Có đây chỉ là duyên họ hư giả. Hư giả mà thật là hư giả. Thở cái thì con biết vô là mất rồi, nó không hư giả sao được, phải không? Nếu ai nói nó thiệt được, nếu là thở thì ra không hít vô là quả là chết, thì như vậy là giả, nói ra không có gì nữa mà không chịu giả. Đó
cái giả mà không chịu giả không phải ngu si là gì? Thì chúng ta nếu biết giả là giả, biết đúng như thật, đó là trí tuệ. Quý vị thấy trí thì ngu nó khác một bên hả? Phải không? Nó khác một bên hả? Mà nếu chúng ta thấy được thành thấy như vậy, đây là chúng ta đã phát trí tuệ. Nên như người người cứ hỏi tôi bao nhiêu năm rồi có phát trí tuệ gì không? Thì phát trí tuệ từ đâu mà có? Chỉ từ cái thân này biết rõ, nhận nó rõ. Cái tiếng duyên hợp là hư giả, nhận rõ vậy là trí tuệ thôi chứ gì. Giờ nào phút nào cũng nhận như vậy, thấy như vậy, đó là thấm trí tuệ. Mà nếu giờ nào phút nào cũng nhận như vậy, sống như vậy, thì biết cái thân này là hư giả, thì khen chê cái thân quan trọng không? Có không có buồn không? Rồi những cái nhu cầu đòi hỏi cho nó có thiếu thốn, mình có khổ sở không? Nếu biết là hư giả thì ngoại cái kia thì nhẹ liền, phải không? Hết sức là đơn giản. Như vậy đó là tôi chứ gì? Mà ta không chịu tôi vậy, cái làm cái nhiều chữ là tôi, hay là tụng nhiều kinh gọi là tôi, mà không thấy cái tôi rõ ràng ngay nơi đó. Là ngay cái giả biết nó đúng là giả là trí tuệ, mà tôi là mở trí tuệ để được giác ngộ. Nó hằng mở trí tuệ như vậy, nhưng tập nó mãi mãi như vậy, đó là tôi chứ gì? Mà mình không chịu tôi như vậy thì cái tôi khác không à? Cho nên mà tôi nhắc lại với quý vị nhớ, ngày Duy Khang á, thường xuyên Duy Khang nói rằng trước 30 năm ta thấy núi không là núi không, khi gặp sự hiểu tri thức chữ dạy thấy núi không không phải là núi không, tức là cái có mong cái có trở thành không đó, núi không không phải là núi không nữa. Nó phải 30 năm sau rồi mới thấy núi không là núi không. Phải mở trí tuệ, sống với trí tuệ đó 30 năm thì nó mới giảm được mọi cái thiền tối theo vật chất. Dở, đó là một phương pháp dở chỉ dính mắt của thành đó. Nếu chúng ta không dùng cái trí tuệ đó thì không dở được cái dính mắt. Mà cái dính mắt không dở được thì làm sao tu tiến được? Đó là cái chức quan trọng của trí tuệ. Trí tuệ chúng ta sáng lên hàng ngày, hàng phút, hàng giây á, là chúng ta bớt phiền não hàng ngày hàng phút hàng giây. Còn nếu trí tuệ chúng ta không sáng lên thì phiền não đáp vô liền liền liền. Ví dụ nhớ kỹ nó như vậy xem có gì lạ. Nếu mà trí tuệ sáng lên thì phiền não nó tan, mà trong kinh thường gọi là cái chiến kim cang đó. Người chiến đó mà quên đi thì tức như mọi sợi dây ràng buộc nó bị đứt hết. Còn chiến đó là để cho trong vỏ thì ngoại sợi dây ràng buộc nó cột mà chạy không được. Thì như vậy đó, luôn luôn là Đức Phật bảo mình phải thấp biết trí tuệ lên đó. Các như tự thấp biết lên mà đi đó. Đó là như vậy. Thằng thấp sáng ngọn đuốc trí tuệ của mình. Mà ngọn đuốc đó thấy sáng lên rồi thì chúng ta tu hành phút kỳ dây đó. Nghĩa là giờ nào cũng thấy rõ ràng đây cái tiếng này là cái hư giả, duyên hợp hư giả không có thiệt. Thấy rõ biết như vậy, nghĩa là xác định như vậy chứ không có biết nào quên hết. Đó là người trí tuệ. Người đó là người đã vào cái hàng gì rồi. Nhớ thấy thân này là hư giả, giống Bồ Tát hệ như chúng con nhớ. Thấy không? Đó là Bồ Tát. Đó là trí tuệ bát nhã. Mà trí tuệ bát nhã là trí tuệ của Bồ Tát. Như vậy mình với Bồ Tát đâu có sao. Khi tại mình không thấp bước lên đi, cho nên mình tối mò gọi là vô minh là chứng sáng. Còn Bồ Tát chúng ta biết thấp bước ra, thấp bước trí tuệ sáng ra thì gọi là giác. Hữu tình giác là cái một chúng sinh biết giác ngộ. Thì là giác ngộ là gì? Thấy rõ cái giả ra cái giả. Rồi cái giả mình thấy rõ rồi thì tất nhiên sau đó mình nhận ra đó, bên cạnh cái giả có cái chân thật như vậy. Thì như vậy cái giả nhận cái giả buổi đầu là để gỡ những cái dính mắt. Sở dĩ chúng ta dính mắt là vì chúng ta thấy nó thiệt. Thiệt cho nên cái này để chứ những cái gì chúng anh cũng thiệt hết rồi. Cái nào cũng phải thử sự phải làm sao cho nó được tốt hết, nó thỏa mãn hết thì cứ vậy mà nó cột thôi là cột, phải không? Còn bây giờ biết rõ nó là giả dối, không có cái gì quan trọng thì mọi cái có buộc có tự nhiên nó dở nhẹ ra. Mà dở về cái có buộc ra tâm nó mới trở về cái như được chứ. Thì như vậy nhờ biết cái giả mới sống được cái thật, còn không biết cái giả muốn sống cái thật không làm cái sống nữa.
Cho nên bây giờ có nhiều người Phật tử tham thiền, người tu lâu quá, mấy năm nay rồi mà sao không tiến? Tại sao không tiến? Bởi vì không bao giờ thấy nó giỏi cho mà tiến thì được, phải không? Là có thấy giả chăng là nghe giảng rồi hồi giả là tưởng như nó giả, thì ra đường nó thiệt hết trơn. Nhưng còn thấy thì là tức là còn chứ mê, mà chứ mê thì đâu có thấp sáng mà đức trí tuệ mà tí ngọn đức trí tuệ sáng ra thì mình mới phá được cái màn đêm vô minh, mà đó là cái đức tiếng của tôi. Còn nếu mà nó không sáng được trọn ngày thì ít ra một ngày nó cũng sáng được đôi ba giờ, phải không? Chỗ này ngày mà nó lâu lâu nó chạm tới như trời chốt vậy. Rồi thôi, nó thấy ôm lại như vậy đó thì làm sao mà tiến được. Nó chỉ làm cái chẹt cái ngán ra như thôi vậy, chứ nó không được một giờ, một buổi gì hết. Thì như vậy nữa sao tôi không tiến. Không tiến là tại vì nó không có thấp thật sự lên. Bây giờ chúng ta phải thấp thật sự lên. Nó làm sao mà cả ngày, cả buổi mà mình vừa thấy bằng con mắt trí tuệ đó, thấy mình thấy người bằng mắt trí tuệ đó, thì chúng ta sẽ nhẹ phiền não. Tôi cam đoan 100% như vậy đó. Tôi không dám dối với gì đâu. Ai là thấy rõ ràng thân này cảnh này đều là duy hợp, tướng duy hợp duy giả không thiệt, 100% như vậy, thì người đó là nhẹ phiền não liền ngay tức khắc, không đợi tu ba bốn đời ba bốn kiếp gì nữa, mà ngay đây là nhẹ phiền não. Còn ai thấy thân này nó là thiệt đó, thì phiền não nó cũng theo đầy thôi, chứ không thấy nào hết được, chắc chắn như vậy. Thì như vậy còn phiền não hay hết phiền não là do trí tuệ mình sáng hay là chưa sáng, phải không? Nó chưa sáng thì phiền não tràn trề, nó sáng lên thì phiền não giảm xuống. Do đó cho nên chúng ta tu là cốt làm sao gỡ cái dính mắt, mà cái dính mắt là danh từ nhà Phật dùng chuyên môn gọi là chấp kiến đó, phải không? Tất cả cái chấp kiến là cái dính mắt chứ có gì, phải chấp thân, tức là dính mắt cho thân này là thiệt. Đó. Rồi chấp cảm cho đồng hồ thiệt, chó này chứ thiệt. Rồi chấp thân cho cảm thì chấp thân thiệt rồi thân đau rồi quả hốt lên à, cho nó sợ chết mất lần sau đó. Rồi lo sợ chấp đồ đã thiệt rồi cái đồng hồ rủi mất cái là cũng giàu buồn hai ba ngày đó. Rồi có gì tính chấp nó thiệt thiệt rồi cái khổ dài dài, cho nên người ta khổ không biết bao nhiêu kể. Rồi tại sao? Chỉ dụ như cái khổ đầu tiên của mình á là cái khổ khi chúng ta có mặt cái nhân dân này, biết cái chuyện phải lấy hơn thua rồi, rồi khi đó mà những cái gì mình muốn nó không được như ý, thấy không? Tất cả những cái gì mình muốn không được như ý thì cái đó là cái khổ nhất. Rồi cái khổ thêm nữa, rồi lâu lâu cái nghe ông nội chết cái khóc mớ, rồi sao cho bà nội chết khóc mớ, rồi ông ngoại chết cái khóc, rồi bà ngoại chết khóc, rồi cái làm những cái ba chết cái khóc, rồi má chết khóc, rồi anh chế khóc, chị chế khóc, rồi tới mình chế khóc nữa, khóc hoài. Rồi tức là cả một đời khóc chồng, thấy không? Không có cái gì là ăn vui hết. Đó là nói theo chiều thuận. Nhiều khi rồi cha mẹ chưa chết rồi con chết trước, rồi khóc nữa, khóc dưới, khóc ngược lên. Rồi bao nhiêu cái khóc trên, khóc xuống, khóc dưới, khóc lên, khóc đủ thứ khóc. Đó là tại sao? Tại thấy thiệt hết. Cho nên giờ đau khổ, giờ dài, cả một cuộc đời đau khổ. Rồi nói sao mà khổ quá, cuộc đời sao mà khổ quá. Cái khổ là tại sao? Tại vì nó giả, mà thấy nó thiệt cho nên nó khổ, không bao giờ giải nổi. Khổ không hết. Vì vậy mà còn tâm mơ, Đức Phật nói, chúng sanh sống trong biển khổ mà. Thiệt hả? Đêm chìm trong biển khổ mà. Đủ thứ khổ, nhìn ra cũng khổ, mà ngó vô cũng khổ, đâu cũng khổ hết. Lâu lâu nhớ lại mình, đầu bạc cái khổ, răng rụng cái khổ, đủ thứ khổ, phải làm. Và cái gì cũng là cái mà cho là khổ. Cho nên nếu mà người không biết đạo thì cuộc đời của họ là cuộc đời của hắn tối vô cùng. Họ dòm cái đau cũng toàn là cái bi quan, cái đau đớn. Nhìn lên thì thương cha, thương mẹ, thương anh, thương em. Nhìn xuống thì thương con, thương cháu. Đủ thứ mà trong gia đình, từ cho đến dưới cộng lại cả gia tộc, ít ra cũng 100-200 người. Rồi cứ lo người này bệnh, lo người kia đau, lo người này chết, lo người kia nghèo. Thì như vậy thì người đó làm sao an ổn được? Quý vị nghĩ có ngày nào an ổn đó? Lo người già chết, rồi người trẻ đau cũng lo. Nghe người nào đau thì cũng là tính tính nghịch, thôi không?
rồi không người kia nghe nói là nghèo cái cũng lo, nghe người nọ nói rằng cái xảy ra tai nạn gì cũng sợ, rồi như vậy sống trong hồi hộp lo sợ khổ đau không có cái gì cùng đó. Sinh duy tự tại vì mình thấy nó thiệt. Bây giờ thấy rõ ràng tất cả đó là hư giả, cho nên ông Long Quẩn là thấy con như nội tập trời trời mày lâm lợi quá. Trời thôi chứ không có gì khổ, thì như vậy những người đó làm sao cho họ khổ? Thì họ cũng là con người như mình, sống trong cảnh như mình mà họ không chút khổ nữa. Rồi mình thì nói bạn, nói chuyện với bạn cho là thôi tôi đi nha, cái nằm gác đầu trên đầu gối bạn rồi tắt thở đi, có gì khổ đó. Như vậy thì thấy đối với thân nhân của mình cũng không khổ, đối với bản thân mình cũng không khổ, đối với gì mình cũng không khổ hết, thì còn gì làm cho người đó khổ. Như vậy đó là tu, cái gì tu thoát khổ là ngay chỗ đó, chứ đâu phải là vô chùa nhờ thầy lâu lâu rồi có tai nạn thầy cầu nguyện cho hết khổ, hết tai nạn là hết khổ. Đâu phải như vậy, mà gần đây người ta tu như vậy đó, phải không? Đi y vô thầy rồi mong làm có cái tai nạn hoặc là ở nhà bệnh đang vô thầy cầu an cho con cầu an mà cho nó yên ổn, đó là bớt khổ. Rồi mai mốt có ba má chết thì thầy cầu siêu giùm ba con, đưa về cực lạc để cho yên tâm. Thì như vậy cứ tâm đại những chuyện thầy đưa con mình mạnh giỏi, thầy đưa ba má mình về cực lạc yên ổn, thì như vậy là một cái tu ý lại mà không bao giờ thấy khổ. Những người đó là những người dễ bị gạt nhất ở trần gian này, phải không? Dễ bị người ta gạt. Rồi là vì cái ham được an ổn, ham được cái yên vui lâu dài mà không thực tình mở mang trí tuệ, cho nên bị những người thế gian họ gạt, bày ra bao nhiêu các xảo quyệt để gạt mình. Những người tu chân thật là người biết thắp đuốc trí tuệ sáng, tự mình rọi sáng cho mình rồi soi sáng cho người. Mà nếu được như vậy là Bồ Tát hạnh, thấy không? Tự giác giác tha là hạnh Bồ Tát chứ cần gì nữa. Mà trí tuệ thắp sáng lên đó là giác. Nhưng mà nếu mà thắp sáng luôn cả ngày thì đó là hạnh giác. Còn nếu thắp sáng từng giờ thì đó là thành giác. Như vậy thì ráng là thắp chứ có gì đó. Thì thắp đó ai thắp cho quý vị? Ai thắp? Tự mình thắp mà không có đứa mà không có đèn mồi làm sao? Thì đâu tôi mồi cho quý vị đó, phải không? Tôi mồi cho quý vị trong những buổi giảng này, tức là mồi đứa cho quý vị đó, phải không? Nhưng mà mồi rồi thì phải thắp lên, chứ mà mồi rồi cái vụ thì không ổn, thì ổn trong người mồi, phải không? Mồi ở đây thì ra ngoài đường cái vụ tắt đúng, đi về. Nói sao đứa tôi không sáng, tôi lỗi tại ai? Không phải tôi đâu có vô tình, phải không? Tôi sẵn sàng mồi cho tất cả quý vị, chia sớt ngồi hết. Nhưng mà người sáng người không sáng là tại ai chịu đốt, còn ai không chịu thì giữ đi, hay không? Như vậy thì đúng như câu Phật nói, các nghĩa tự thắp đuốc lên mà đi, thắp đuốc lên với chánh pháp là vậy đó. Thì Phật đã từng nói như vậy, đâu có nói cách nào khác hơn nữa. Mà tại vì mình tu bây giờ càng ngày càng xa rồi, chứ như vậy nhắm mắt nghe cái gì hay, cái gì dễ thì làm, rồi ý lại thì cứ không dùng trí tuệ mở sáng cho mình. Mà không như vậy thì những cái gì hứa hẹn ngày mai chưa chắc đã có. Nếu trí tuệ không mở sáng, hiện tại cái nhân không có, cái quả là sao có? Đạo Phật là đạo giác ngộ, mà trí tuệ không mở thì làm sao giác ngộ được, phải không? Như hồi nãy nói rằng, nó là cái hiện tại tự do thì ngày mai mới tự do. Thì hiện tại chúng ta có trí tuệ, chúng ta mới dỡ được những cái phiền lụy trói buộc, đó là chúng ta được đôi phần tự do. Thì ngày mai được đôi phần tự do thì ngày mai ta đi mới tự do. Thì đó rõ ràng cái nhân như vậy, cái quả như vậy không có sai. Còn mình không chỉ làm như vậy mà làm khác đi, cứ mơ ước, cứ tâm mong, cứ ỷ lại thì rồi làm sao? Nếu Đức Phật quả tang là Ngài có khả năng đưa mình tới cực lạc, thì Ngài đã đưa mình về đến hết trơn rồi, không còn ai ngồi đây nữa. Cái gì Ngài đại từ để đi mà, phải không? Đó. Mà Ngài không đưa mình được thì bây giờ mình còn ngồi đây thì biết rằng Ngài đưa mình không được.
không biết ngài đưa mình không được, mà bây giờ mình muốn cha mẹ ông bà thân biết mình nhờ quý thầy đưa về bản thì được không? Thật nhiên không được, chứ mà bây giờ mấy ông tâm phàm tục vậy mà biết sao nổi. Như vậy đó mà thầy cứ ủi lại chờ chết rồi biết gì thầy gì khô cận mới đưa về bản. Đó là những cái chuyện mà tôi nói là không bao giờ được. Cái chuyện nó rõ ràng như vậy là vì chính Phật thì không có khả năng đưa mình được. Nếu mà Phật đưa mình được thì nói là ngài nguyện cho mình về bản hết thì ngài nguyện rồi, thấy sao mình đâu còn ngồi đây, mà mình còn ngồi đây tức là ngài đưa mình về bản không được. Như vậy mình nói Phật tam năng tam bất năng đó, thì bây giờ Phật còn đưa mình về bản không được, muốn nữa là chư tăng phàm tục này có thể đưa ông bà thân thiết quý vị về cực lạc dễ dàng, thì điều đó tôi không tin nổi, thấy không? Bây giờ hỏi ngay mấy vị mà nguyện cho thân thiết quý vị về cực lạc đó, hỏi bản thân họ có chắc họ được về bản hay chưa, thử cho họ dám trả lời hay không. Họ cũng còn nghi ngờ không biết họ về được hay không chứ, mà người đó họ nghi ngờ họ giải quyết họ chưa được mà họ còn có thể đưa người khác được, ai tin? Quý vị nghĩ ai tin người đó? Ví dụ như có một số người đang ở trong khám đường, rồi có người khác nói tôi tuy ngồi trong khám chứ mà anh chị nào muốn ra tôi có thể dễ gắn người khác đem ra được. Thì nghe vậy rồi quý vị tin không? Tin không? Và nếu ổng có người quen giải đóng là được sao giải ổng chừng cho, thấy không? Bây giờ không là chết đi, mà ổng còn ngồi cũng nói trời sợ không nói giải chứ nhỉ, cho mình ra thì tin được không? Vậy mà người ta cứ tin thôi, dễ bị gạt là vậy đó. Thiệt là nếu mà nói cái chi mê của người ta bây giờ thì hết kể nổi cái chi mê đó. Thì chính cái người đó họ chưa giải quyết họ cho xong, mà họ nói giải quyết người này kia thì làm gì có chuyện đó. Cho nên tôi nói thật với quý vị là như vậy, chúng ta đồng với nhau tu là mỗi người phải thấp bước lên, thì ai thấp được trước thì sáng trước, mà ai chuyên thì thấp nó sáng liên tục, còn ai lười thì chắc thấp từng chặng, còn ai lười nữa thì tối mù chỉ, không biết làm sao. Người khác không có thể thế cho mình, nó như cái hổng tôi nói câu chuyện mà cái chú mù thích lòng đèn đó, phải không? Không thương mấy gì nữa, cao cao như cái lòng đèn mà chắc cái tắt thì nào cũng không thấy, trời lỡ mù nữa. Cho nên hiểu rõ như vậy thì biết rằng Phật pháp là tốt, làm được chúng ta sáng, mà chúng ta sáng được là chúng ta giải thoát thân tử. Còn chúng ta cứ tối như vậy thì chúng ta cứ đi trong đường thân tử. Vì vậy mà tôi nhắc lại 12 nhân duyên trong kinh Phật nói, cái đầu là vô minh. Vô minh là không sáng cái gì, mà tạo không thấp biết lên là cái sáng. Thì cái không sáng là cái nhân của thân tử, mãi mãi không ra khỏi. Còn nếu mà thấp được bước trí tuệ lên thì vô minh hết thì còn đâu mà đi trong thân tử. Nó rõ ràng như vậy, cho nên nó vô minh diệt thì hành diệt, không còn lý do gì mà dẫn mình đi thân tử. Thì như vậy chúng ta hiểu được cái chỗ đó rồi thì mới thấy cái tu thực tế nó như vậy, chứ nó không có xa xôi, không có lạ lùng. Mà quý vị nghĩ ai có khả năng tu, ai không có khả năng tu? Ai ở đây không có khả năng tu hay không? Ai cũng được có khả năng hết mà, ai cũng có cái đuối sẵn hết mà, chỉ có phóng lên rồi thì mới thấy cái tu thực tế nó như vậy, chứ nó không có xa xôi, không có lạ lùng. Mà quý vị nghĩ ai có khả năng tu, ai không có khả năng tu? Ai ở đây không có khả năng tu hay không? Ai cũng được có khả năng hết mà, ai cũng có cái đuối sẵn hết mà, chỉ có phóng lên rồi ráng phóng cho sáng, giữ cho nó cháy liên liên thì tốt rồi, chứ không có gì hết. Còn nếu người nào lâu lâu tắt thì đi mời lại, lâu lâu nó phóng lên nó tắt thì ráng đi mời, thấy không? Còn nếu người nào sáng liên thì khỏi cần mời, có mời thì chuyện gì. Thì nếu mà chúng ta sống trở về với cái tánh giác được rồi, tức là trước tiên tôi nhắc lại cho quý vị cái chủ yếu tu. Trước tiên là chúng ta thắp biết trí tuệ để dỡ đi những cái dính mắt, những cái dính mắt hết thì tự nhiên tâm không còn chạy theo cảnh. Mà tâm không chạy theo cảnh đó là duyên chứ gì. Bây giờ tại vì tôi nói lại nhiều lần rồi mà tôi nhắc lại, và mỗi khi sử dụng như chiều nay quý vị đi chợ mà bị người ta móc túi hết 1-2 trăm đồng bạc,
mà quý vị cho hàng một hai trăm đồng bạc đó là cái nguồn sống của mình. Bây giờ bị mất túi rồi, rồi quý vị tới lại ngồi thiền thì quý vị thấy người ta ngồi nhớ 200 đồng bạc của ai hay là tâm nó an định đó, thì chắc chắn là không bao giờ, nghĩa là bị cái cảnh 200 đồng bạc nó ám ảnh mình, đưa mình nhớ nó. Thì như vậy là tại sao? Là tại vì mình dính mắt với đồng tiền, cho nên mất đồng tiền rồi thì mình cảm thấy nó sai tiếng, nó loạn động. Còn nếu đối với tiền bạc mà coi nó như trò chơi thì mình mất rồi, thói rồi, thì tới ngày thiền vẫn là yên định, phải không? Mình quan trọng nó thì tới không bao giờ ngồi yên, còn nếu mình thấy nó là trò chơi thì tới ngồi yên thôi. Thì như vậy mình phải diễn, mình thấy nó giả dối để cho tâm mình nó dừng lại, mà tâm mình dừng lại thì nó mới định, nó mới sống trở lại cái chân thật, cái thể thật của nó. Mà sống được cái thể chân thật đó là cái vĩnh cửu bất sanh bất diệt, đồng tử với hư không. Thì như vậy chúng ta sống trở về cái chân thật chưa từng sanh chưa từng diệt, thì cái đó còn gì phải chịu luân hồi sinh tử nữa. Có sanh mới có tử, mà không sanh thì làm gì có tử, mà có sanh tử là có luân hồi. Thì như vậy đó thì quý vị thấy, nghĩa là từ một cái chặn bớt, ngăn đón bớt những cái dính mắt, dở được dính mắt rồi thì tâm nó như, mà tâm như rồi thì đó là sống như chân thật. Thì như vậy mới thấy cái tầm quan trọng của cái thách đuốc ở trước đó, nó quan trọng như thế nào. Mà sở dĩ đa số mà nó đau tu mà nó không yên là phải sống chỉ thách đuốc, cứ thôi từ ngồi thiền cứ tới giờ ngồi trong yên là không yên được, thấy cái này thiệt cái kia thiệt, nghe ta nói coi gì trái tao cũng nói hoài không quên, thì làm sao mà yên đó. Rồi nó tại sao tôi tu bao nhiêu năm mà không thấy tiến bộ chút nào, là tại vì mình còn dính mắt quá. Giờ muốn cho cái dở được cái dính mắt đó là phải thích biết trí tuệ sáng lên, thấy rõ các pháp tấm nó là không duyên hợp hư giả, tất cả cái trước mắt thấy là hư giả, duyên hợp hư giả, con người là hư giả, rõ tan là hư giả, không nghi ngờ gì hết. Thở cái khì cái nước vô là tan rồi, là chết rồi, biết rõ vậy không nghi thì đó là cái bước mình sáng thanh tịnh chứ. Còn nếu mà lát chà ngồi hết rồi hết dạ lần sau ha, đói quá chết lần sau, thấy coi như cái đó là một vấn đề then chốt, cái này vấn đề gì đó là nó mệt. Như vậy thì thấy rõ cái tu của chúng ta nó không phải là khó, mà khó thì chúng ta yếu đuối, chúng ta không ngoan dạ, không có cái nỗ lực, nghĩa là một khi sáng lên thì sắp mãi, mà tại vì lười biến thấp chút rồi thấp vẫn nói ngàn cái đó để cho nó tắt đi, rồi khổ sở rồi lâu lâu đốt lại rồi tắt nữa, cứ như vậy đốt tắt thì quý vị kể từ mấy năm nay tắt chừng bao nhiêu lần, đốt bao nhiêu lần rồi tắt bao nhiêu lần, mồi rồi mồi biết một ngày nào đó tôi biết mình nó tàn rồi, chỗ đâu mà mồi nữa hay không. Quý vị nhớ mỗi người thấp lên rồi rồi tự thấp nhanh nó chứ, giữ cho nó tới mãi chứ, chứ mà mồi lại có chỗ mồi rồi, rồi mồi dài một ngày nào tôi biết để mồi đó nó cũng phải tàn tàn đi rồi chừng đó quý vị xong rồi đâu mà mồi. Cho nên mỗi người phải ráng ráng thấp cái bước mình lên cho sáng và giữ cho nó sáng mãi. Thì nếu mà nó sáng mãi được á thì tự nhiên quý vị sẽ không còn bị những cái có được bên ngoài nó có được nữa, đó là gỡ hết mọi cái chấp. Mà gỡ hết mọi cái chấp rồi thì tâm các vị như như. Cho nên tôi nhắc lại, chính tâm lâm tế là cái tâm mà chỉ thẳng á, cực chỉ á, mà ngài lập ra tứ diệu giảng. Tâm đó có thứ nhất là sao? Nghĩa là trong bốn cái điều tu mà có thứ nhất là đoạt nhân bất đoạt cảnh, cái thứ hai là đoạt cảnh bất đoạt nhân, cái thứ ba là nhân cảnh câu đoạt, đoạt tức là cướp đi, tức là thấy rõ nó là hư giả, không dính nó nữa, không lầm nó nữa. Trước là thấy người, sau thấy cảnh, rồi sau người cảnh rồi thấy rõ là nó là hư giả không thiệt. Đó rồi tới cái chốt nhân cảnh câu bất đoạt, cái tưởng nó như vậy. Thì phải trước phải dở, đã có là lấy dở, dở mà muốn dở thì phải có trí tuệ, không thấy lối nào khác không được. Cho nên là mọi thiền sư là phải thấy các pháp như vậy, nếu thấy thiệt thì không phải thiền sư. Ngài tôi nhắc lại, ngài làm bá, ngài nói
nó giả sử một hạt bụi đập ra một trăm mảnh, 99 mảnh bụi đó mình thấy nó là không, còn mảnh bụi chứ chưa mà nói nó còn có thì cũng chưa phải là người đạt đạo. Thì như vậy chứ còn có là cũng chưa phải đạt đạo. Thì như vậy thì quý vị mới thấy cái tâm giác của trí tuệ bát nhã nó quan trọng như thế nào. Bây giờ có trí bát nhã rồi thì chúng ta mới giải được mọi cái chấp, mà hết mọi cái chấp rồi chúng ta mới sống được cái bản thể duy như. Mà sống được cái bản thể duy như này là cái chân thật tuyệt đối nè. Cái này không có cái thế gian, cái gì thế gian đang so sánh được nó hết, cho nên nó không còn so sánh, không còn giải bài, không còn đối chiếu, không còn có nói năng được. Vì vậy cho nên trong kinh Đại Bát Niết Bàn, trong đó Đức Phật nói cái cứ kính Niết Bàn là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Thường lạc ngã tịnh đó là cứu kính Niết Bàn. Mà cái cứu kính Niết Bàn đó tức là tánh giác này. Mà tánh giác này vì nó là cái ta chân thật, bất sanh bất diệt, gọi là chân ngã. Rồi nó là cái không bao giờ mất, cho nên là chân thường. Nó là cái tánh giác an lành nhất, gọi là tịnh tịnh hay là tịnh lạc. Cho nên gọi là chân lạc. Tánh giác này không ô nhiễm, đó là chân tịnh. Thành nó thường lạc ngã tịnh khi chúng ta sống được cái tánh giác này. Còn ngay cái thân này là cái thân vô thường, vô ngã, bất tịnh và đau khổ. Mà rồi bám vào cái vô thường, vô ngã, bất tịnh, đau khổ làm mình, rồi bỏ quên cái thường lạc ngã tịnh. Đó là điên đạo. Đó là cái điên đảo của phòng phu. Thì nếu bây giờ quý vị biết sống dở những cái dùng trí tuệ dở những cái ràng buộc ở bên ngoài, trở về cái chân thật của chính mình đó, thì biết sống trở về cái chân thật như vậy thì cái giả giới lần lần nó hết khả năng lôi cuốn mình. Đó là lúc nào chúng ta cũng biết nó là giả giới thì nó hết lôi cuốn. Mà hết lôi cuốn rồi thì tự nhiên chúng ta được tự do tự tại. Cho nên nghĩa là người tu chân thật là cái người nhận ra được ân chủ của mình rồi thì mọi thách trần bên ngoài đều thấy nó là trò đùa, là hư ảo, không có gì. Cho nên luôn luôn trong kinh của Phật nói như là ta đến hay không, hay là như ngã A Nan nói coi cái thân cha mẹ tâm cũng như là hạt bụi trong hư không, không sống vào đâu hết. Đó là như vậy, bởi vì cái thân nó là tạm bợ, là giả giới, mà chúng ta lầm cứ tưởng nó là thiệt. Bởi lầm như vậy cho nên giờ chúng ta bị đời đời đi trong liên hồ. Thì như vậy quý vị nghĩ rằng chúng tôi nói được như đó, quý vị hiểu được thì quý vị tu có thể giải thoát kìa. Giải thoát là gì? Tức là cởi mở, không bị nó cột. Mà muốn không bị cột tức là thoát chấp chứ. Mà hết chấp thì hết cột, mà còn chấp thì còn cột. Thì như vậy đó là cái phần tánh yếu của tôi. Sao chứ?